Tôi định lễ Đức Phật, tôi định lễ Giáo Pháp, tôi định lễ Tâm Chung. Nay chúng ta học về bốn pháp. Tu tập về bốn niệm xứ: thân có niệm xứ, thọ có niệm xứ, tâm có niệm xứ, pháp có niệm xứ. Cũng có một lần Đức Thế Tôn này dạy rằng các này các tỳ kheo, các ngươi hãy sống theo cái hành xứ của tổ phụ của chính mình, chớ đi ngoài hành xứ. Ngài kể lại câu chuyện của một con chim cắt. Chim cắt là một loài sống bắt sâu bọ, côn trùng. Nó ở những cái luống cày, những luống cày vào cái mùa gặt xong, người nông dân họ cày là từng cái luống đất để phơi, cho nên cái luống cày vào cái mùa nóng, mùa nắng thì nó khô cứng nước nẻ nhưng mà rắn chắc, thì chim cắt nó ra đồng, nó bắt sâu bọ và nó trú ở dưới những luống cày đó, nó không có sự nguy hiểm. Một ngày kia thì chim cắt nó rời khỏi cái luống cày, nó bay đáp trên bờ đê nơi có cỏ xanh gió mát, nó nhởn nhơn ở trung tâm. Một con diều hâu từ ở trên cao phóng thẳng xuống và con chim cắt. Con chim cắt nó giữ bình tĩnh và nó nói rằng: hôm nay ông bắt được tôi là tại vì tôi rời khỏi cái hành xứ của tôi. Chứ nếu mà tôi ở trong hành xứ của tôi thì tôi sẽ chiến đấu với ông. Con chim diều hâu nó nghe như vậy thì nó nói: thôi được rồi, ngươi hãy trở về cái hành xứ của ngươi đi, rồi chiến đấu với ta, ta sẽ bắt được ngươi. Ngươi chớ có than than vãn. Khi mà được thả ra, chim cắt nhanh như cắt, nó bay và nó ẩn nấp ở dưới cái luống cày. Con diều hâu cũng bay lên trên không và quan sát. Thỉnh thoảng chim cắt mới rút đầu ra, thì lúc đó hết sức lực con chim diều hâu nó xả xuống ngay cái luống cày, và con chim cắt nó nhanh chóng ẩn vào bên trong và con diều hâu nó bị ức là chết. Để cái tỳ kheo, khi mà các ngươi ở trong trú xứ, trong hành xứ của tổ phụ mình, thì ngươi sẽ được an toàn, không bị ác ma bắt,
Nhưng mà đi rời cái hành xứ này thì ngươi sẽ bị ác ma bắt. Và như thế nào là hành xứ của tổ phụ các ngươi? Này các thiền kheo, đó chính là tứ niệm xứ. Thân quá niệm xứ, thọ quá niệm xứ, tâm quá niệm xứ, pháp quá niệm xứ. Qua hai cái giai thoại đó để cho chúng ta thấy rằng cái việc mà tu tập về tứ niệm xứ rất là quan trọng, và đó là con đường độc nhất làm thanh tịnh chúng sanh. Thì cái chân nó mất gồm. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thuyết giảng của Thượng Tọa Nhất Đẳng, nhưng mà Thượng Tọa Nhất Đẳng bận công việc không có vào trong được mấy ngày qua. Nhưng tới ngày hôm nay, lẽ ra thì hôm nay chúng tôi cũng điện khuyết được, chúng tôi điện khuyết, nhưng mà vì chúng tôi bị cảm cúm từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay. Hôm qua thì ráng thuyết gì cho tôi, mà chủ nhật thôi, trước ngày thứ hai cho tôi thuyết nổi. Bây giờ có thể xin quán chuyển đổi với Thượng Tọa Pháp Tân hay Thượng Tọa Tây Nguyên, vị nào quan hiển quán đổi dùm. Có nghĩa là nếu hôm nay Thượng Tọa Tây Nguyên thuyết thì ngày mai chúng tôi khỏe lại, chúng tôi sẽ được khuyết. Và chắc có lẽ là tỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên, bởi nó ở gần ngày, còn Thượng Tọa Pháp Tân thì ngày thứ bảy, thì đổi từ ngày thứ hai hôm nay xa quá. Không biết Thượng Tọa Tây Nguyên có thể thuyết được hay không. Nếu Thượng Tọa Tây Nguyên giảng được cho bài hôm nay thì ngày mai thứ ba chúng tôi sẽ giảng. Ngày mai là bốn pháp cần phải biến tri, tức là bốn là tứ thực đó. Bây giờ hôm nay giảng về kinh bốn pháp cần tu tập, tức là bốn niệm xứ. Xin thỉnh Thượng Tọa Tây Nguyên. Ồ, bây giờ thì mời Sư Cô Khe Ma đọc cho chánh kinh. Hôm nay chúng tôi chưa thấy bài học của Thượng Tọa Gia Đẳng gửi. Không biết là trong room chúng ta cô Nhật Quỳnh có thể, hay là cô Phật tử nào. À, có rồi hả? Ồ, vậy tốt quá. Vậy cô có thể post lên trên màn hình để cho cô Khe Ma đọc một bài. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ thưa con thì có bài chánh kinh rồi, con được Thượng Tọa Giác Đẳng gửi trong email. Dạ bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Như lời dặn của Thượng Tọa Tỳ Siêu là con không cần đọc cái phần tiếng Pali, con chỉ đọc tiếng phần tiếng Việt thôi. À dạ, có bốn pháp có nhiều tác dụng, pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến tri, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại. Có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp cần phải tu tập? Bốn niệm xứ này các hiện giả, ở đây vị tỳ kheo quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời.
quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ tham sân ở đời, đó là bốn pháp cần phải tu tập. Chú thích sau đây là trích kho tàng pháp học. Ngài Pháp Sư Giác Giới biên soạn bốn pháp cần tu tập, tức là bốn niệm xứ. Một, thân quán niệm xứ. Việc tu tập thiền quán lấy sắc uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng, sắc uẩn thấy như thật. Thấy như thật thân này là vô thường, khổ, vô ngã. Thân quán niệm xứ có nhiều cách là niệm hơi thở, niệm đại oai nghi, niệm tiểu oai, niệm thể trược, niệm yếu tố tứ đại, quán tử thi. Quán thọ niệm xứ. Việc tu tập thiền quán lấy thọ uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng thọ uẩn, thấy như thật các cảm thọ là vô thường, khổ, vô ngã. Thọ quán niệm xứ như là ghi nhận lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ và xả thọ. Các thọ này liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất? Tâm quán niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy thức uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng thức uẩn, thấy như thật tâm này là vô thường, khổ, vô ngã. Tâm quán niệm xứ như là ghi nhận tâm sanh hữu tham, tâm sanh vô tham, tâm sanh hữu sân, tâm sanh vô sân, tâm sanh hữu si, tâm sanh vô si, tâm an định hay tâm phóng dật, tâm cao tượng hay tâm hạ liệt, vân vân. Pháp niệm xứ, việc tu tập thiền quán lấy tưởng uẩn và hành uẩn làm án xứ, chánh niệm tỉnh giác đối tượng tưởng uẩn và hành uẩn, thấy như thật các tính chất pháp hữu vi là vô thường, ngã, vô ngã, vô thường, khổ, vô ngã. Pháp quán niệm xứ như là suy niệm về năm triền cái, năm uẩn, 12 xứ, 7 giác chi, 4 thánh đế, thấy pháp sanh như thế nào, diệt như thế nào, có như thế nào, không có như thế nào. Rồi thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà cha. Nam mô Bụt Thà giới, nam mô Tham Ma giới, nam mô Sắc Khai giới. Thưa đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. À, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu Thượng Tọa Phật Tăng Thượng Tọa Pháp Đăng cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện. Kính chào đến quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch sư phụ, thì con thuyết ngày hôm nay và ngày mai con cũng thuyết, sư phụ cứ nghỉ đi vậy dạ, sao để nhiều khi có những ngày mà chính con cũng sẽ có cái việc khi không có mặt ở trong room đó. Nhưng mà cũng báo một điều là ngay thì cái như ngày hôm qua đó là coi như tới 1 giờ khuya con mới có điện lận, tại bởi vì nó nổ cái bình điện và người ta báo thì cũng vào giờ tối, thì chỉ cố gắng phục vụ chỉ thời gian thôi rồi cũng sẽ cấp, nó không có báo trước được ở trong cái đêm nay, cho nên chúng con cũng báo trước như vậy. Còn chuyện ngày mai thì hôm nay con điền khuyết, con sẽ thuyết coi như là giờ sáng mai sẽ cũng nghỉ bình thường, nhưng mà ngày mai để con ngày mai con thuyết xong con nghỉ đi chiều ra và
xong cái thời gian này để mai còn đi Vĩnh Long nữa. Dạ. Thì sư phụ luôn bạch sư phụ rõ như vậy. Thì kinh bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái thể tài tứ niệm xứ là một thể tài mà có thể nói rằng là tất cả, có thể nói ở trong chư Phật tử ở trong có mặt thì không lạ gì với cái thân thọ tâm quán niệm xứ. Giờ tính lễ thường tọa pháp đăng mới Quang Lâm Bồ Đông, thì chính vì tất cả chúng ta biết được cái bốn niệm xứ và đã nghe rất nhiều lần, hôm nay chúng tôi chỉ nói về cái lý thôi, chứ không sẽ không nói về không chỉ về cái như là các vị coi như là phân tích với các vị thiền sư hay là một cái việc khác nữa, bởi vì chút xíu thì chúng ta sẽ được chư tăng sẽ mổ xẻ nhiều, nhưng chúng tôi chỉ nói một cái ý niệm để tất cả chúng ta có thể nói từ cái hiểu biết của vị quá nhiều thì chúng ta sẽ có một cái ý niệm thêm thôi. Thì có thể nói cái thể tài của bốn niệm xứ rất là lớn, mà chúng ta tu tập nó hàm tận đắng ở trong 37 pháp, nó rộng như vậy. Chỉ vì mà Đức Phật này nói đây là một con đường đưa đến sự chấm dứt sanh tử, sầu bi khổ u não, đây cái giai đoạn mắc vô chỉ có một con đường, đó chính là tứ niệm xứ. Và tu tập 7 ngày xuyên suốt 7 tháng 7 năm vân vân chắc chắn sẽ chấm dứt sanh tử khổ đau. Thì ở đây là chúng ta biết là một cái bài kinh này nó có tầm quan trọng như thế nào, nó rất là lớn. Bởi vì đây chính là cái pháp môn mà ngoại đạo không có, đó là pháp môn của thiền tuệ hay pháp môn của quán niệm xứ, chỉ có ở trong cái pháp hội lực của Đức Phật mà chính tự ngài đã thực hành và chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác ở dưới cội bồ đề. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Đây chính là một điều mà có thể nói rằng cái như vậy thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Và tại sao mà chỉ có một con đường này, rồi nó nhiều hình thái khác, rồi ở nơi này nơi kia tu tập, thì có những nơi người ta tu tập nhiều khi người ta thích quán về thân, người ta chưa nói về thân, rồi người ta vị thiền sư đó chuyên về cái lấy cái đề mục của cảm thọ, quán về cảm thọ hay về tâm, quán về tâm, rồi quán niệm về pháp vân vân, thì chúng ta hiểu được một cái ý niệm là do cái cơ tánh của hữu duyên của những người, của những vị ấy, và vị ấy truyền trao lại với cái ý niệm của mình. Nhưng chúng ta không thể nói rằng cái quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp này cái nào nó hơn cái nào được, bởi vì tùy theo cái cơ tánh của mọi người. Và cuối cùng cái ý nghĩa của chính nó, tức là mục đích để đoạn khổ diệt khổ, mục đích để làm cái gì, để chúng ta thấy được từ cái trí tuệ, cái sát tiết sâm, cái chay nhá, cái chánh niệm và tỉnh giác. Hãy nói tứ niệm xứ, tức là lấy niệm làm căn bản để cho tuệ sanh hay để tỉnh giác. Và tuệ sanh đây chính là thiền quán, thì lấy tuệ làm gốc, thì đây chính là tuệ sanh. Cũng như thiền chỉ thì lấy định làm gốc để chứng đắc định và chứng đắc các tầng thiền, tức là sơ nhị tam tứ thiền. Thì vừa cũng thấy đấy, thì ở đây lấy tuệ làm gốc thì mới từ cái chỗ tu tập mà về thân. Thì như chúng ta thấy vừa qua ở trong sơ tạng pháp học giải thích về thân một cách ngắn gọn, như điều mà phải nói rằng là nó rất là lớn. Chúng tôi muốn nói lớn là sao, chúng ta không dễ dàng mà thân quán niệm xứ mà chúng ta tu tập lấy cái sắc quẩn, các cái ánh xứ, dùng cái thân này để mà chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận nó mà thấy được cái gì, thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não vô ngã ở trong các tiểu quay nghi hoặc đại quay nghi vân vân, yếu tố của tứ đại tự thi, thì cái nào cái mục đích tu tập và để thấy được vô thường khổ não vô ngã, cái đó nó lớn chứ. Chứ chúng ta nói rằng đâu có thể nói rằng cảm thọ thì nó sẽ khó tu hơn,
rồi về tâm sẽ khó tu hơn, tâm có niệm xứ sẽ khó tu hơn, chúng ta không thể nói như vậy. Và Đức Phật này cũng không có phân tích rằng cái nào nó lớn hơn cái nào. Và ở đây chính là cái cơ tánh mà tu tập. À, vị ấy có thể lấy một cái đề mục đi thẳng trực tiếp bằng thân này, bằng thọ này, bằng tâm này hay bằng pháp quán này, thì theo cái cơ tánh. Mà thường thì có một số chúng sinh bởi vì cái cảm giác của thân này nó rõ ràng và nó hiện 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 lộ bên ngoài, thì chúng ta cảm giác nó, thì chúng ta cho rằng đây nó dễ, nhưng sự thật ra cái dễ đó mà để thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, hay thấy được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này không có đơn giản. Có một số người nhiều khi người ta tự cảm, người ta cho rằng à, mình tu tứ niệm xứ rồi mình mới thấy, hay là mình niệm riết rồi mình mới cảm thấy rằng cái sự sanh sự diệt của danh sắc này. Thật sự họ nói bằng cái sự suy nghĩ. Chứ nếu mà họ chứng đắc được, họ thấy được cái sự sanh sự diệt, họ không nói như vậy. Mà ai nói, tức là người đó chưa có thấy. Chúng tôi muốn nói ai nói như vậy mà người ấy chỉ tu ở trong một cái căn bản của thời gian, chứ không phải có một sự tu tập, có một sự kinh quan. Thì quả thật như vậy, kính thưa quý vị, làm sao mà chúng ta đón biết được người ta tu, người ta chứng như thế nào? Và cũng làm sao mà chúng ta biết được vị ấy coi như là đã là thành bậc A-la-hán, vị ấy là vị tu đầu quần, tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán, vân vân. Cái đó chỉ là định vị một cách căn bản thôi. Bởi vì cái cơ tánh của vị sơ đạo, của vị sơ quả, của vị nhị đạo nhị quả, thì cơ tánh nhị đạo nhị quả mới thấy được sơ đạo dơ quả cái cấp cao hơn, theo hoặc thấy ngang hàng. Rồi vị ấy có những nơi học mà ngày hôm nay học thiền á, người ta cho rằng chứng đắc như thế này thế nọ, thì kính thưa quý vị, cái đó là chúng ta miễn bàn đi, cái đó hạng hữu, nó rất là fail, mà chúng ta gọi là nó không có một cái giá trị tuyệt đối. Nói rằng thân thọ tâm và pháp này, hay là cái thân quán này đơn giản sao? Có đơn giản đâu, thật sự không có đơn giản. Chúng ta cứ đọc kỹ kinh văn đi, chúng ta thấy để quán thân trên thân quán rồi quán thân này, chúng ta biết nội chi cắt tiểu quay nghi cái đại quay nghi, quán về thể trượt vân vân, mà lấy làm cái án xứ, mà để thấy được cái sự vô thường, để thấy được cái sự khổ não. Chúng tôi nghĩ rằng không có đơn giản. Thở ra thở vào, thở ra thở vào, hay là phồng lên xẹp xuống vân vân, hay hoặc là tiểu quay nghi đi đứng nằm ngồi gì đó, mà đều có thể quan sát được, hay họ cảm giác được, họ có biết được à, cái tử thi này nó như thế nào, hoặc là yếu tố của cái đi này nó như thế nào, cái đứng ở kia như thế kia. Kính thưa quý vị, chúng ta thường thường sống bị cái gì? Chúng ta bị một cái Pakatu Padisya, tức là cái thường cận của chúng ta nó rất quen. Chúng ta không dễ dàng đi trong cái chánh niệm xuyên suốt đâu. Rồi có những người ta xuyên suốt cái chánh niệm trong một thời gian, chứ không phải là không có. Mà xuyên suốt, mà chúng ta biết là xuyên suốt và chánh niệm có cái sự ghi nhớ một cách rõ ràng, xuyên suốt trong vòng 7 ngày mà không có một cái ý niệm gì, hay không có một phóng vật nó vô một cái tâm mà nó dũng mạnh, cái tâm nó cứng cáp như vậy. Và phải nói rằng là mỗi quay nghi, mỗi hành động được kiểm soát một cách chặt chẽ, được niệm ghi nhớ vững chắc rõ ràng. Một xuyên suốt như vậy, có thể nói là không ngủ luôn nha. Thì như thế thì khả năng mà phải nói là cái vô thường, khổ não, vô ngã này nó mới chút xíu nó hiện lên,
hay hoặc là cái sanh cái diệt của danh và sắc niệm nó hiện lên, để bác chỉ đạo đó, hay là để chánh niệm này thấy được, hay là sát trừ được, hay cái đại thiện này nó là cái đại thiện siêu thế để chứng đắc. Không có đơn giản. Mình nói chứ không phải tự nhiên mình tu một chút xíu cái là mình chứng đắc được đâu. Dạ, không có đầu trường, có đơn giản. Rồi giờ phải nói rằng những chúng sinh hay hoặc là những người nào mà cái phước tiền thân cái ba la mật họ chín mùi, họ đầy đủ, họ quán niệm bằng cái thân quán trong tích tắc, họ nhận cảnh được. Tại sao có một số người cứ như tu mọi suốt mà cũng vẫn không, vẫn chưa đạt được? Đây là chúng ta thấy là bởi vì chính vì cái pháp độ nó chưa đủ, nó chưa chín mùi, thì chắc chắn là tâm của vị ấy còn bị phóng dật. Cái niệm và cái ghi nhớ cái sức tí xong cái chai nhá của vị đó chắc chắn nó chưa có chín mùi, nó chưa có vững chắc. Mà tâm này thì nó rất lẹ, tâm này thì nó rất nhanh, tâm này thì nó rất là chóng mặt, mà chúng ta không kiểm soát được. Nó chỉ một chút xíu thôi, sơ hở một chút xíu là có phiền não, tức là cái tâm mà chúng ta biết là mạn nghi phóng dật nó khởi sanh lên thôi. Phóng dật một chút xíu thôi là xem như chúng ta không có đầy đủ xuyên suốt cái thời gian làm sao mà chúng ta chứng đắc được. Dạ. Thì ở đây vì ấy có sự tu tập một cách liên tục, nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta không chứng đắc 7 ngày, nhưng ở đó chúng ta có cái duyên lành, chúng ta có sự quán niệm, chúng ta có một duyên tu trong một giờ, trong nhiều giờ, trong một ngày, trong nhiều ngày, vân vân, thì đây chính là một điều rất là tốt đẹp. Để ít nhất chánh niệm cũng khởi sanh, còn hơn là ác niệm khởi sanh. Chánh niệm đây tức là tâm thiện, tâm tịnh hảo khởi sanh thì sẽ cho quả lành. Còn ngược lại, tâm của chúng ta nếu như không được tu tập, không được gìn giữ, không được điều phục, thì đây chính là phóng dật. Mà phóng dật tức là phóng dật xuất hiện ở nơi nào thì rằng tham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối vô tầm, của phóng dật sẽ xuất hiện nơi đó. Bởi vì phóng dật này nó cho do vô minh si mà, và si phóng dật này nó phối hợp, nó dẫn dắt chúng sinh tạo khổ. Thì một tích tắc thôi, chúng ta nhớ chuyện này, chúng ta nhớ chuyện nọ thôi, hay chúng ta hoài nghi một chút xíu thôi, chúng ta có một cái sự mệt mỏi mà chúng ta cảm thấy tâm mình bây giờ nó mệt quá, nó muốn nằm quá, nó muốn ăn quá, nó muốn ngủ quá, nó muốn như thế này thế nọ, một chút xíu vậy thôi là coi như là chúng ta đâu có xuyên xuống. Thì kính thưa quý vị, nhờ một cái tâm mà từng thời gian trước, chúng tôi đã thời gian trước, có thể nói là trong tiền thân hay là từ khi chúng tôi biết tới giờ, mà chúng ta gom góp, chúng ta tu tập đến một lúc đó, thì nó đầy đủ, nó tác thành, mà chúng ta gọi là cái pháp độ nó được tác thành, thì tâm của chúng ta mới có đủ dũng mãnh, tâm của chúng ta mới tác thành được. Còn nếu như không thì nó rất là nguy hiểm, chúng ta không thể thành tựu được. Cho nên cái giá trị mà tu chứng nội chỉ về đề một về thân thôi, không phải là một vấn đề mà chúng ta dễ dàng, mà chúng ta mà có thể xâm nhập được, chúng ta có thể hiểu biết được một cách vững chắc, một cách rõ ràng được. Thì ở đây một người mà chỉ thấy rằng quán niệm về thân, lấy cái đề mục sắc quẩn này là một án xứ cho chính mình, mà chúng ta thấy rất rộng. Mà án xứ đó, tuy nói về sắc, án xứ là sắc, nhưng cũng chính là do tâm này có chánh niệm, tâm này có tỉnh giác. Và thọ quẩn cũng vậy, chính là lấy tâm mà đó chính là thọ làm án xứ, thì cũng như thế, thì cũng phải do tâm mà, do tâm
hay do tâm sở của chánh niệm và tâm tỉnh giác đó chính là trí tuệ, và tâm sở trí tuệ này khởi sanh lên. Chứ chúng ta đừng nghĩ là nó về thân thì có nghĩa là nó cách xa thật, nó cách xa về tâm mà nó rất là giống chứ không có xa. Cho nên đây là một sự tu tập về thân mà chúng ta đừng cho rằng là chỉ là đơn giản đâu, mà thực sự khi chúng ta đi sâu vào, chúng ta quán niệm về cái bản chất á, thì chúng ta mới thấy được ý niệm nó rất là đặc biệt. Có những câu chuyện kể về các vị tỳ kheo mà khi vào rừng mà quán tử thi đó, quý vị biết hả? Họ nhàm chán, họ sợ hãi cái xác thân này. Nhưng có những lúc cũng khủng khiếp, là họ những cái tư tưởng họ khởi sanh lên với cái tử thi thì nó cũng khủng khiếp. Về tham cũng như về sân, hay là những cái tử thi đó, hay là chúng ta gọi là cái ma chướng ma lòng ở trong lòng mình, cũng xuất hiện ngay cái bộ xương đó, ngay cái tử thi sình thối đó, ngay cái bộ xương đó. Nhìn một cái hình ảnh của một người con gái thật là đẹp, nhìn một cái bộ xương, một cái tử thi sình của một người con gái, hay của một người, của một cái bà già, để người ta thấy rằng cả hai nó là đồng nhất. Sanh thì nó phải có cái sắc quẩn này, nó là như thế đó, và cái thể trượt này nó cũng đồng nhất đó, chẳng qua tức là một cái khối như thế nhưng da nó bao bọc đó, xỉu như vậy nhưng không dễ dàng, không dễ dàng mà lìa rời khỏi cái gì, cái tham về sắc không có được. Tâm của vị ấy có tịnh tướng ở trong lòng ngay lúc đó. Nhưng cái thưa quý vị, cái phiền não mà dục tìm miên từ quá khứ ấy, thấy đẹp là thích, thấy vừa lòng khái khởi khởi lên là tham khởi lên, mà ngay cái đó mà nếu như mà bảo bọc mà gìn giữ thì đây là một điều quá là tuyệt vời. Còn ngược lại, nếu như mà tâm từ cái tâm tham ngay đó khởi lên, hay hoặc người ta suy nghĩ về cái tử thi này khi còn trẻ nó như thế này, nó như thế kia, thì ngay lúc đó là tâm bị phóng dật và tâm bị tử tri nó sai lệch rồi. Cho nên ngay cả như thế đó, chứ đừng chúng ta nghĩ rằng là thí dụ bây giờ mình rồi quý vị biết tu á, có nhiều vị người ta làm hũ cốt sẵn, là treo cái bộ xương. Hồi xưa đó, lúc mà chúng tôi ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho đó, không biết vị nào tu xong để lại mua cái xương sọ, cái xương sọ người, cái chúng tôi vào cốc đấy. Cái chúng tôi cũng đi lên quanh, chúng tôi cũng được một cái bộ xương, nguyên cái xương sọ người, chúng em đem vô cốc. Người ta nói quý lắm mà, đây cái xương sọ người nhìn thấy mình sợ, nhưng sự thiệt là mình nhìn thấy cái chuyện đó, mình không sợ ngay lúc đó. Như đi hỏi thằng gì chứ, mình nghĩ rằng con người mình giờ nếu người ta đúc này, nhưng không mình nhàm chán, à nó đó, trong cái ái chấp về cái sắc thân này, thì kính thưa quý vị, làm sao tu, làm sao thì mục đích đó là chúng ta tìm về cái gì, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của sắc quẩn này, hay thấy được cái sự sanh sự diệt của sắc quẩn này. Đây là một điều hết sức quan trọng. Và cũng vậy, về cái thọ quán niệm xứ thì lấy cảm thọ hay là lấy thọ quẩn này là một án xứ. Để cảm giác về thọ quẩn thấy được cái gì, cảm giác như thật của các cảm thọ là nó vui, nó buồn, nó khổ lạc, ưu hỷ xả, vân vân, tất cả những thứ này rồi nó cũng phải bị vô thường, rồi nó cũng sẽ bị, nó chịu cái sự vô thường. Mà trong bài kinh cảm thọ, Đức Phật thì nói rằng cảm thọ là vô thường, là thường. Ngày xưa Đức Phật nói rằng cảm thọ là vô thường. Thì cũng như thế đó, kính thưa quý vị, cái chuyện buồn, chuyện vui, tất cả
nó là vô thường. Cái tâm này đó đó, đang vui, cái tâm này đang lạ, cái tâm này đang xả, phút chốc như vậy. Mà làm sao chúng ta tu tập để chúng ta biết được cái cảm thọ đó, lấy cái cảm thọ đó là một án xứ. Mà cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn, chúng ta luôn luôn có cái niệm ở trong lòng và có cái tỉnh giác. Quý vị thử, quý vị thấy một cái hiện tượng khó chịu, một cái hiện tượng xuất hiện cho ta đau nhức, mệt mỏi, khó chịu, bực bội, vân vân, tất cả mọi thứ mà tâm của mình vẫn có chánh niệm tỉnh giác. Như chúng ta thấy như ngày Trắc Khú Ba La đó, mặc dù rất đau, cảm thọ rất đau, tâm ngài cũng vẫn kìm được, hiểu được, có chánh niệm, có tỉnh giác đối với cảm thọ. Mà cuối cùng đó là ngày chứng đắc thánh quả. Trên cái cảm thọ để mà chúng ta cho nó là một cái chuyện vui, chuyện buồn, nó không có đơn giản dễ dàng. Bây giờ mình vui thì mình vừa lòng, còn mình khổ á thì mình rất là sợ hãi, tức là cái thọ tu và thọ khổ đó thì luôn luôn tránh né, luôn luôn sợ hãi. Thì dù xa dù gần, trên dưới gì cũng vậy, các cảm thọ rồi nó cũng sẽ không còn hiện hữu, không còn có mặt ở trong cuộc đời này nữa. Và đời sống của chúng ta là một chuỗi dài liên tục của cảm thọ vui buồn, mà không bao giờ biết nó vui buồn, không có chánh niệm, không có tỉnh giác để phân biệt, để loại trừ. Buồn thì âu sầu trong một cái buồn, té tua thế thảm, vui thì thôi không nhớ một cái gì, chỉ là cảm giác vui, vui overnight luôn, dạ. Suốt ngày, suốt đêm, suốt thời gian. Nhưng thì cuộc đời này đâu có được như sự thật ra mà nói. Mình tự suy nghĩ một chút xíu về cuộc đời, buồn nhiều hay là vui nhiều? Buồn nó nhiều, cái không vừa lòng nó nhiều. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng thường thường chúng tôi đi, chúng tôi gặp chư tăng, chúng tôi phải vui hay buồn, riết một cái bài nó cũng như cái bài ở đây tôi các vị chư tôi mất tư tôi cũng đang biết cái điều đó. Chúng tôi nói về cảm thọ đó thôi, đừng có gì sao vậy, cuộc sống này có một thời hãy vui đi. Mà chúng tôi nói vui thì vui được bao lâu, vui được bao lâu? Thì đó chỉ là một cái lời nói mà nó, kính thưa quý vị, nó cũng tương đối thôi, nhưng điều mà cũng là một cái điều mà để tự mọi người hiểu biết, để suy nghĩ. Có thể nói rằng là dầu cho cuộc đời có vui có buồn, cảm thọ này có vui có buồn, mà chúng ta có ý niệm tích cực, không có bị cái tâm mà tiêu cực ở trong cảm thọ đó. Nhìn một cái người ta khổ, nhìn người ta cảm thọ khổ, cảm thọ u, một cái quý vị biết te tua nó thê thảm, coi như là không có mặt trời, không có ánh mặt trời, không có tia hy vọng, không có một điều tốt đẹp, vân vân. Khi chúng ta suy nghĩ như vậy là nó rất là giới hạn. Còn ở đây là người biết được, kiểm soát được cái cảm thọ của mình. Ngày hôm nay chúng ta được bao nhiêu điều vui, bao nhiêu điều buồn, và tất cả chúng ta thấy nó qua đi một cách nhanh chóng. Rồi ngay cả không vui không buồn, cảm giác của xả thọ, ở đây chưa nói đến là cảm thọ đó nó liên hệ đến cái gì. Nó liên hệ đến cái tham, nó liên hệ đến cái sân, nó liên hệ đến cái si. Cái cảm thọ để ghi nhận nó,
để diệt trừ, để ngăn ngừa tham ái, để không còn phẫn nộ, ưu khởi sanh, sân phần khởi sanh, thì không phải là một chuyện bình thường, không chuyện đơn giản. Có chánh niệm ghi nhận nó, và phải biết rằng rồi nó cũng vô thường, cảm thọ vừa qua đó, vui đó, rồi cũng cảm thọ khổ tới đó, cái trạng thái không vừa lòng tới đó, vừa lòng tới đó. Dạ. Và có thể nói rằng là để một cái tâm mà ghi nhận và kiểm soát, và cứ như thế, phải nói rằng không là một chuyện đơn giản. Mà cần phải có gì? Có chánh niệm, ghi nhận, và có cái tỉnh giác để biết được nó vô thường, hoặc là biết cảm thọ này rồi nó cũng đi qua, cảm thọ này nó sẽ để lại nếu như không biết được. Đời của chúng ta bao nhiêu lần chúng ta biết đến bước cảm thọ, quý vị khỏi. Vì một người đang tu nhưng hiểu rằng người mà hiểu biết một cách tường tận về cảm thọ, à tôi có thể ghi nhận, tôi có thể biết cảm thọ của tôi nó như thế này, cảm thọ của tôi nó như thế kia, mà ghi nhận trên cái tinh thần của niệm và tuệ, dạ không đơn giản. Án xứ của nó là chúng ta lấy án xứ để án xứ làm cảm thọ, dạ lấy cái thọ quán nó làm cảm thọ. Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ rất là dễ dàng trôi lại nhanh. Cái tâm này rất lẹ thì quý vị biết cảm thọ cũng rất là nhanh, nhưng mà thường rơi vào tuyệt vọng, rơi vào đau khổ. Không có đơn giản. Tâm thì nó cũng nhanh, từ cái cảm thọ sở tâm này, tức là sở hữu thọ này, nó cũng như thế. Dạ. Nó rất là lẹ, nó rất là nhanh. Mà thường á thì vừa lòng khái cái hỷ khái lạc, giữ gìn ôm ấp đau khổ, tuy là cảm thấy không vừa lòng, nhưng điều rồi cũng trì trệ, nó làm cho tâm của chúng ta trì trệ, đặt một cái không còn một cái giá trị tích cực nữa, thì đây cũng chính là một cái điều nó rất nguy hiểm. Mà trong sự tu tập cần phải có một cái sự trừ dứt đó. Và cũng như thế, mục đích của tu tập thọ quán niệm xứ này để làm gì, kính thưa quý vị? Cũng để thấy được cái gì? Để thấy được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã của danh và sắc. Thấy được cái sanh, cái diệt của danh và sắc. Rất là ghê. Rất là đặc biệt. Sự tu tập đó mà lấy án xứ là thọ quán niệm xứ, đòi hỏi tâm người cũng phải có vững chắc bằng cái niệm và tỉnh giác. Trạng thái gì cũng như thế, tiếp nhận và tiếp nhận. Nhưng nó phải nó tiếp nhận ở đây để không không cho phiền não sanh. Chứ bây giờ cái tâm tôi cứ buông trôi vậy đó, nó muốn cảm thọ gì tôi biết cảm thọ đó, thì đây cũng phải là cái giá trị của cảm thọ mà tu tập. Bây giờ cái tâm mình phóng dật, nó tôi biết nó phóng dật thì đúng, biết được phóng dật có nghĩa là chánh niệm khởi sanh. Nhưng làm sao cho phóng dật mà nó không khởi sanh ngay cái tâm cảm thọ đó kia? Chúng tôi nói là có nghĩa rằng chúng biết cái cảm thọ của mình mà trong cái tinh thần tích cực của tâm thiện kia, chứ không phải tâm tôi cứ
cứ để như thế này, bây giờ tâm tôi nó vui thì chúng tôi biết nó, để mà chúng tôi đi theo cái vui, coi coi như biết cái vui nó như thế nào, và cái tâm tôi nó khổ rồi chúng tôi biết nó khổ như thế nào, cái tâm tôi nó lạc biết nó lạc ra sao. Giáo pháp cái gì, không phải đóng chìm, không phải ghi nhận một cái, tức là không phải chạy theo một cái lạc cái khổ đó mãi mãi. Mà giờ một phần giờ thỉnh sư phụ đi nghỉ, giờ một phần giờ có thừa có thượng tọa pháp đăng vào trong rồi, đó là Bồ Tát rồi, cho nên vì vậy là sư phụ nghỉ được rồi. Giờ con thỉnh sư phụ nghỉ đi sư phụ, và mai tới giờ còn có lễ Trệ Tăng, sư phụ còn lo nhiều việc nữa, thì ngày mai tức là lễ Trệ Tăng của thân mẫu của thượng tọa Giác Đẳng và thượng sư phụ Tỳ Siêu, cũng làm coi như là một cái ngày cho thân và thân mẫu và phụ mẫu luôn. Dạ, xin báo như vậy cho đại chúng biết quan hệ, và con kính lễ sư phụ, kính chúc sư phụ một đêm an lành. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy không có đơn giản để mình ngăn trừ, chứ không phải là để mình tu mà mình cứ có một số người cũng như lát chúng tôi nói về tâm cái này chúng tôi mới nói cho quý vị biết, thì cũng vậy đó. Bây giờ là cái cảm thọ đó mình phải dừng lại, và mình không cho cái cảm thọ đó nó khởi sanh. Nhưng cái nói thời gian cảm thọ, thời gian sao cứ cảm thọ nào tới tôi cũng ghi nhận nó, phải thật tinh thần là đúng như vậy. Nhưng anh làm sao không cho cái cảm thọ ưu hay cảm thọ hỷ, mà cảm thọ hỷ đó đưa đến tha mái cởi sanh. Cảm thọ ưu này làm cho tâm của anh phải là sân tật lẫn hối, nó ngự trị trong lòng nó một cách tích cực chứ không phải một cách tiêu cực. Không gìn giữ ngăn ngừa cái phiền não đó nó khởi sinh lên, chúng tôi nói vậy các vị là quý vị hiểu rồi đó. Cái tâm đó mà là cái tâm tích cực để không cho phiền não nó xâm nhập, chứ không phải là tâm phiền não nó xâm nhập mình rồi cứ mình ghi nhận nó, ghi nhận là cái tham này nó vô. Bây giờ là để bây giờ tôi đang thèm ăn một miếng cơm, một miếng canh, thèm ăn một cái miếng ngọt gì đó, trái cây gì đó. Bây giờ tôi thèm ăn một cái trái đu đủ, cái thử bây giờ tôi múc cái đu đủ, cảm giác đu đủ nó ngọt và nó mềm, cái đó là mình đang tham ái, mình đang coi như nô lệ và phục vụ cho cái lòng tham ái của mình, chứ không phải là tham thật. Rồi cái tâm tôi đang bực tức, tôi coi cái nó bực như thế nào, nó bực xong bắt đầu nó nghĩ bây giờ mình phải đánh đập lên người ta, mình phải chửi người ta, mình phải mắng người ta, vâng vâng, thì tâm tôi cũng đang biết đó. Nhưng cái sự đang biết đó là tà niệm rồi chứ không phải là thiền, chứ là tà niệm rồi chứ không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm tức là làm sao mà khi đó chúng ta ghi nhận nó, là cái sự ghi nhận nó mà không để khởi sanh lên, không phải là do nhân sanh của tham ái và sân này. Dạ, đây là một cái điều chúng ta phải nhớ như vậy. Dạ, và cũng thưa quý vị, về cái tâm cũng như vậy. Để cái tâm mà quán niệm xứ này là một cái pháp tu mà chúng ta biết, khi chúng ta tu tập lấy cái gì, lấy cái thức quẩn này làm án xứ, nó thức quẩn cái tâm nó rộng lắm à. Thức quẩn này tức là 121 tâm, mà trừ đi cái gì, bây giờ 121 đi từ cái gì, từ cái thọ và từ cái thọ quán này ra, thì lấy tâm làm chuẩn. Mà cái tâm này khi mà tham ái khởi lên, biết là tham ái khởi lên, sân khởi lên, biết là sân khởi lên. Có một số vị người ta nói rằng khi mà nó quán về tâm á, khi tâm nó tham ái, quý vị theo dõi cái tâm đó, coi có nó tham ái tới đâu, có nó sân tới đâu, có nó si tới đâu. Bộ phận không phải là cái này, phải vừa quán về tâm rồi nha. Mà quán về tâm quẻ biết được cái tâm phiền não nó sẽ là đau khổ, cái tâm phiền não nó sẽ là khởi sanh lên, nó sẽ là nhân sanh tử. Biết nó, cái tâm phiền não này, cái tâm tham này nó sẽ dẫn dắt đưa đến đau khổ, cái tham này nó dẫn dắt là nhân sanh tử, để hữu khởi sanh, do xúc cảm thọ này khởi sanh lên. Và cũng chính vì cái trạng thái vừa lòng không vừa lòng này, cái trạng thái thiện ác của tâm này
mà nó dẫn dắt chúng sinh sanh tử luân thôi bao đời nay, chứ không phải là một chuyện bình thường, một chuyện đơn giản. Cứ tâm sanh lên là cái tâm này tâm sân, biết nó sân, tham nó biết tham, rồi nó vô tham mình biết vô tham, vô sân biết vô sân, vân vân. Cái tâm vô sân ghi nhận nó vô sân, và cái tâm vô tham đó, cái tâm vô si đó mà chúng ta biết nó xuyên suốt, cái tâm vô tham vô sân vô si được vị ấy giữ gìn một cách xuyên suốt, để cho không phải mà cứ tham khởi lên mà chạy theo tham. Khi tham khởi sanh lên, vị ấy dùng cái gì vô tham để chặn lại, hay là dùng chánh niệm mà tỉnh giác khởi lên cái tâm vô tham. Và mục đích của tâm tu tập cái tâm quán niệm xứ này để làm gì? Là chúng ta thấy để thấy được cái gì vô thường, khổ não và vô ngã. Cũng như vậy, mà để thấy được cái tâm vô thường, khổ não, vô ngã thì như nãy chúng tôi nói, cái tâm nó rất là nhanh, nó rất là lẹ, mà làm sao mà giữ được cái vô tham, vô sân, vô si đó? Làm sao mà cho tâm nó yên một chỗ đó, biết được ghi nhận tâm nó một chỗ đó? Và khi tâm không còn đó, có nghĩa là tự động phóng dật khởi sinh lên, rồi bực bội nhớ lại khó chịu, bực hoặc là tham ái bắt cảnh quá khứ, hay là ước vọng về một cái tương lai gì đó, thì đây là cái tâm mà nó bị phóng dật rồi, không được. Dạ, như vậy đó, chứ không phải là cứ con số bị nó, cái tâm cứ theo dõi cái tâm của nó tham sao, cái đó chính là chúng ta bị nô lệ nó rồi. Chúng ta đi theo nó mà chúng ta làm nô lệ nó. Cũng như mà Ngài Trên Văn nói cái câu này rất là hay nè, mình đừng có cho rằng cái người ta làm mình khó chịu mà mình hãy nhìn cái tâm khó chịu của mình. Đó. Khi mà chúng ta nghe, khi chúng ta thấy cảnh và nghe cái tiếng khó chịu nó tới chúng ta, tới đó thôi, thì chúng ta có cái tâm mình tự nhiên mình bực bội, mình khó chịu khởi lên lên, cái chuyện đó không có. Bây giờ mình nhìn làm sao để tâm mình không có khó chịu. Cũng như mình luôn luôn nghĩ xấu về người, nhưng mình có thắc mắc rằng tại sao mình nghĩ xấu, tâm của mình nghĩ xấu về người ta? Chứ mình luôn luôn mình nghĩ người ta xấu, cái này xấu cái nọ, chứ mình không nghĩ rằng tâm mình đang nghĩ xấu về họ. Họ xấu thì kệ họ, nhưng tâm của mình đang nghĩ xấu về họ chứng tỏ rằng mình đang xấu. Cái sự tu tập là như vậy. Khi tâm không để cho tâm tham khởi lên, không để tâm sân khởi lên, mà tâm đó chính là tâm vô tham, vô sân, vô si, vân vân. Mà khi đó nó khởi sân lên là cái tâm sân, thì chúng ta nghĩ rằng đây là cái tâm sân. Tâm sân này là cái tâm hủy diệt, cái tâm này là cái tâm mà phá đi cái đối tượng. Nếu như sân tâm nó khởi lên là chúng ta sẽ gây nhiều cái tội lỗi. Cũng như tham ái, tức là tâm tham khởi sinh lên, cái tâm này là cái tâm nó vừa lòng khả ái, cái tâm nó bắt cảnh cho chúng ta tham ái, cảm thụ với cái vật chất, hay cảm thụ với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc mà chúng ta thích thú nó. Đây cũng chính là gây cái nhân đau khổ, bị dính mắc, bị chấp hờn, rồi bị chúng ta biết là bị sanh tử đau khổ, chính là do cái nhân này, do cái lòng tham này khởi sanh lên. Mà nếu như chúng ta chạy theo nó thì chúng ta phục vụ cho nó, và chúng ta quên hết tất cả những mọi thứ và nô lệ và phục vụ cho tham ái này. Trên tâm này cần phải được diệt trừ bằng cái vô tham, bằng cái vô sân, bằng cái vô si, tức là có chánh niệm và tỉnh giác nó. Rồi kính thưa quý vị, cái sự tu tập một cách xuyên suốt, một cách miên viễn như vậy thì quả chăng
À, tức là để làm cho tâm mình nó có một cái vững chắc chánh niệm này, nó theo theo dõi một cách xuyên suốt, một cách vững chắc như vậy, cái trí tuệ nó mới khởi sinh lên, nhờ cái vô tham vô sân vô si cái tâm của mình, hay là nhờ cái tâm chánh niệm tỉnh giác đó, cái tâm bất thiện nó không phải sinh lên. Mà cái thiện hay là cái tâm tịnh hảo nó làm nền tảng do cái chánh niệm này phối hợp trong trong tâm tịnh hảo này, và cái trí tuệ này, tức tỉnh giác này, chính là trí tuệ này cũng phối hợp trong tâm tịnh hảo này mà mới sát trừ được cái phiền não. Tức lúc khi đó trí tuệ có mặt, chánh niệm có mặt, mà vô tham vô sân liên tục, tức là giữ gìn cho cái tâm nó một cách dài, hay là chánh niệm tỉnh giác đó, thì chúng ta mới sát trừ được cái phiền não, hay là bát chi đạo lúc đó mới hợp trong trong tâm đạo để sát trừ phiền não, à, coi như là chứng đắc sơ đạo vân vân. Dạ. Thì chính là một cái tâm không phải là một cái chuyện đơn giản mà chúng ta phải dễ dàng tu tập, mà phải có một sự quân tập, phải có một sự tập luyện, có một sự điều phục nó. Dạ. Cũng như thế Pháp Quán Niệm Xứ thì việc tu tập này lấy một thể tài rộng hơn, lấy về tứ đế, lấy về tam tướng, lấy về coi như thất giác chi vân vân, 12 xứ nó tức là quẩn xứ giới đế. Dạ. Lấy cái thể tài lớn như vậy cũng nhằm mục đích là để làm gì? Để tâm thấy được cái sự vô thường, lấy cái tam tướng, lấy cái sự vô thường, cái khổ não, cái sự vô ngã mà chúng ta tu tập để chúng ta chứng đắc. Đó chính là lấy cái theo cái diệu pháp của cụ xin lỗi, theo cái hồi nãy chúng ta vừa học vừa được qua đó, tức là lấy cái gì? Lấy cái tưởng quẩn và hành quẩn làm án xứ, để tâm này thấy được các pháp hữu vi, nó sẽ vô thường, nó sẽ não, nó sẽ vô ngã. Sự suy niệm hay cái sự tu tập hay cái sự chánh niệm, cái sự tỉnh giác một cách liên tục. Thí dụ bây giờ lấy về năm quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này, thì phải quán sát về năm quẩn, cái sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, nó một đống một khối. Lấy 12 xứ này, lấy 4 thánh đế này, thế giác chi này vân vân, hay là quán về năm triền cái này, đây xin chúng tôi nói về 12 xứ, cái 4 đế này chính là cái pháp vận hành để cho tâm, để cho cái chánh niệm một cách liên tục, một cách liên tục ở đây ở trên cái sự tu tập để niệm khởi sanh lên, để niệm có mặt, để trí tuệ có mặt, mà niệm và trí tuệ được cái gì? Để ngăn trở, để ngăn chặn pháp khởi sanh lên. Dầu cho vị ấy quán về năm triền cái, dục dục cái, sân độc cái, hoài nghi cái, mạng cái và vô minh cái, để nó không ngoài. Đúng rồi. Dạ thưa quý vị có nghe chúng tôi nói là không ạ? Dạ cảm ơn cô Huyền, cảm ơn Châu Phan. Dạ. Bây giờ thì cái pháp quán niệm xứ này là một cái thể tài nó rộng, nó lớn. Thì dầu cho có quán bất cứ một cái đề, một cái thể tài nào trong pháp quán niệm xứ này, thì vị ấy cũng để cho niệm sanh lên,
niệm nó làm cơ, nó nền tảng và để cho cái tuệ nó khởi sanh. Đấy là chúng ta niệm về năm quẩn sắc quẩn này là đóng là khối, biết đóng khối như vậy mà nhàm chán. 12 xứ này, nhãn xứ, như xứ, tiệt xứ, thân xứ, vân vân, coi như là khổ. Đạo này là cái sự thật có mặt trên cuộc đời, hay quán về coi như là năm truyền cái đó, vân vân, thì đây là những pháp là chướng ngại, nó đưa đến, nó ngăn chặn cái thiền định và đạo quả. Phải biết như vậy và chánh niệm là không cho tâm mình bắt cánh, không cho tâm mình, không cho tâm mình bị cái gì, bị cái ác bất thiện nó khởi sanh lên. Chứ mà thí dụ như tự nhiên bây giờ mình ngồi mình đang mình tu thiền như vậy, mình suy nghĩ về năm quẩn, ví dụ suy nghĩ về năm quẩn, cái mình theo dõi cái sắc quẩn, mình theo dõi về cái thọ quẩn, theo dõi về cái tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, vân vân. Quả thật thì hiểu trên cái lý tính của sắc quẩn là cái gì, là đóng là khối. Quán niệm quán về cái gì, về cái tứ đế, để thấy được đó là cái sự thật có mặt xuất hiện ở cuộc đời, và thấy được 12 xứ chỉ là nơi chốn. Và như thế vị ấy có chánh niệm rõ ràng, và lúc đó cái đó làm nền tảng để cho cái gì, để cho cái tỉnh giác biết được các pháp nó vốn vận hành. Nếu như đây là các pháp đưa đến khổ đau, như chẳng hạn như là năm triền cái, mà vị ấy có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác hiểu biết được đây là cái pháp đưa đến khổ đau sinh tử, cũng như là quán về cũng vậy đó. Thí dụ quán chẳng qua là đóng là khối thôi, mà chúng sinh do không hiểu biết mà chấp rằng thân này là ta, thân này là của ta, rồi chấp rằng con ta, tài sản của ta, chấp danh dự, chấp sự nghiệp, chấp hữu, chấp ngã, vân vân. Thì cũng như vậy, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, hay hoặc là quán xét về cái lý nhân quả, tức là về cái sự vô thường, về sự khổ não, về sự vô ngã, thì một để thấy được tất cả các pháp nó vô thường, tất cả các pháp nó vô ngã, tất cả các pháp nó chịu cái sự khổ đau, và tâm của vị ấy không còn cái sự bám biếu với bất cứ một cái hình thái nào, là dầu cho là tốt đẹp xấu xa, hoặc là trắng vàng lớn nhỏ gì, tâm của vị ấy đều có một cái tâm coi như là chánh niệm và tỉnh giác, mới thấy lúc đó mới thấy được cái sự vô thường, là cái sự vô ngã của danh và sắc này. Thì chúng tôi trình bày cái lý qua cái thời gian như vậy. Giờ đây thì kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân cùng với chư tăng, chúng ta sẽ thảo luận cho cái thời gian còn lại, và kính chấm dứt thời gian thiết nơi đây trước khi dứt lời kính dân Phật Phước Lành đến Đức Trời, đến Thích Tứ Đại Chiến Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, và nhất là các vị chư thiên hộ trì cho tất cả chúng ta, mong chúng ta lại được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Nam Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Và tiếp theo bây giờ hỏi lên tòa Pháp Đăng Phật Tọa một cái câu hỏi trước, và sau đó thượng tọa sẽ thảo luận và hỏi thượng tọa Pháp Tăng dùng. Thưa thượng tọa, thì ở trong trong cái sự tu của mình, bây giờ người ta, như khi người ta không có tu tứ niệm xứ, mà có câu nói rằng Phật kệ dạy 84.000 pháp môn, cái pháp môn nào đó mình cảm thấy rằng mình thích hợp thì mình tu. Thì câu nói đó có phải rằng có nhiều pháp môn nữa, chứ không phải chỉ có bốn cái tứ niệm xứ này đâu, mà Đức Phật ngài thuyết 84.000 pháp môn, thì mình coi cái 84.000 cái pháp môn đó mình tu, chứ có cần thiết gì mà phải tu bốn niệm xứ này. Nếu như có một câu hỏi như vậy thì có đúng không? Và kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng, bộ Phật có thượng tọa pháp đăng trước máy không ạ? Tọa pháp đăng ở trước máy không? Kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng ạ.
Dạ, thượng tọa Pháp Tân có mặt trước máy không ạ? Nam mô Đại sư Pháp Đăng, Nam mô Đại sư có xin tịnh nhị vị báo dùm. Giáo viên còn nghe chúng tôi đúng rồi, và cảm ơn cô Như Quỳnh. Dạ, bây giờ kính thưa quý vị, bây giờ coi đọc tấu đọc diễn luôn rồi. Nếu như người ta nói một cái câu hỏi như vậy, quý vị có nghe câu hỏi đó chưa? Là Phật thuyết 81.000 pháp môn, cho nên mình lựa cái pháp môn nào thích hợp mình tu. Quý vị có nghe cái thuyết là cái quan niệm của một số người Phật tử về cái sự tu tập nó là vậy đó. Thì ở đây chúng tôi xin nói cho quý vị biết, ở trong 84.000 pháp môn, nó có pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. Thì nó có pháp môn thiện, pháp môn bất thiện và pháp môn ký. Vậy thì pháp môn bất thiện chúng ta có tu không? Không, có tu pháp môn bất thiện. Pháp môn thiện chúng ta có tu, nhưng là pháp môn thiện nào? Thì dĩ nhiên pháp môn vô ký thì không có tu rồi. Đó là phân biệt rõ ràng. Thì pháp môn thiện đó chính là pháp môn nào? À, kể cho chúng ta mới quy về, đó chính là 37 pháp. Chứ có 37 pháp hay 37 pháp môn thiện mà đưa đến chấm dứt sinh tử đâu. Thì nó 37 pháp, ở trong đó 4 pháp niệm xứ là một trong 37 pháp môn đó mới đưa đến cái mà chúng ta gọi là chấm dứt, tu tập để chấm dứt cái sinh tử, tu tập để chúng ta thành Phật, vân vân. Chứ còn không thể nói rằng pháp môn nào, pháp nào cũng là pháp Phật, tu cách nào cũng sẽ về bờ giác, coi như là chúng ta cho rằng đường nào cũng về La Mã, nói như vậy là không có được. Không bay qua khỏi bàn tay của Phật Tổ trong tam giới này chính là 37 pháp đó. Bồ Tát Bắc Gia. Chứ chúng ta không thể nói tu sao tu cũng được hết, làm sao chúng ta tu là được rồi, hay là chúng ta làm thiện là được rồi. Chúng ta không thể nói như vậy. Nói như vậy là sai, nói như vậy là không ổn định, nói như vậy là không chuẩn, không tốt đẹp được. Dạ, thưa bây giờ hỏi gì chứ, thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy không ạ? Mô Phật, dạ cảm ơn nhiều lắm. Bạch thượng tọa Pháp Đăng, bây giờ xin thượng tọa hỏi thượng tọa về cái kinh nghiệm theo thượng tọa tu tập đó, thì thượng tọa thấy cái pháp môn nào với thượng tọa, xin lỗi, bốn cái pháp này, tức là thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ, mà thượng tọa cảm thấy thích nghi, cảm thấy hoan hỷ, thì xin thượng tọa chia sẻ cái ý niệm tu tập đó cho đại chúng hôm nay. Dĩ nhiên là đó, thân, thọ, tâm và pháp quán theo ý thượng tọa thì thượng tọa thường tu như vậy, thượng tọa thấy cái kết quả và thấy nó tiến triển cho thượng tọa, thượng tọa chia sẻ giùm cho đại chúng. Và kính cung kính thượng tọa, Nam mô Phật Thầy. Hello. Thì trong cái câu hỏi của thượng tọa tuyên quyền đó, thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy quý vị. Cái đề tài thì nó quá rộng mà, thành ra chúng tôi chỉ kể thôi để quý vị có thể
Mình có thể tu tập cho mình, tự mình chọn một cái đề tài nào thì mình tu tập đó. Mình nói nhiều pháp môn, nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật này có thiết 84.000 pháp môn thật. Ở trong đó thì Đức Phật xác định những cái bài kinh như là kinh Chánh Tri Kiến hay là bài kinh Phương Quảng của các vị đệ tử của Đức Phật thuyết giảng. Mà Đức Phật này nói, nếu hỏi Đức Phật thì Đức Phật cũng giảng vậy thôi. Cũng như cái bài kinh Phương Quảng mà giữa Thánh Ni Thăm Má Đinh Na với ông Thiện Nam Visakha, rồi vị Thánh Tam Quả A-na-hàm, rồi vị Thánh Tứ Quả A-la-hán. Qua cái câu hỏi của ông Thiện Nam Visakha nói về những cái cảm thọ, nói về thọ xả có cái gì là tùy miên, thọ có gì là tùy miên, thọ hỷ có gì là tùy miên, thì ông Thiện Nam cái gì là nền tảng đó, thì ông Thiện Nam ông đã trình bày. Là ông Thiện Nam Visakha hỏi như vậy, bà Thánh Ni Thăm Má Đinh Na đã trình bày cái thọ hỷ nó có tham tùy miên là nên nên tác ý về chừng tham tùy miên sanh khởi. Thọ ưu thì có sân tùy miên, nếu không khéo, không khéo tác ý thì sân tùy miên sanh khởi. Thọ bất khổ bất lạc thì có vô minh tùy miên, nếu không khéo suy quán thì vô minh tùy miên sẽ sanh khởi. Thì đối với chúng ta đó thì chúng ta biết rằng một cái người mà khi mà tu học đó, thì chúng ta nghe Đức Phật ngày giảng và cái giáo pháp Đức Phật thì thật sự ra thì rất là dễ, cũng không khó gì nếu mình hiểu được. Tại vì khi mình hiểu đó thì mình hiểu rằng các pháp thiện nó sanh khởi lên đó là tu tập đúng. Pháp thiện đó là gì? Ví dụ chúng ta nói rằng pháp thiện, nếu nói theo tâm tâm và tâm sở đó, thì những cái tâm tình hảo hợp trí, ví dụ tâm thiện thọ hỷ hợp trí, vô trợ hoặc là hữu trợ hoặc là thọ hỷ thọ xả đó, thì cái tâm thiện này nó sẽ có năm cái nghĩa. Một là khôn khéo, hai là khôn ngoan, ba là sáng suốt, bốn không lỗi lầm, năm cho quả vui. Quả vui này thì nó từ cái quả nhân loại đến quả chư thiên, rồi đến quả sắc giới, quả vô sắc giới, rồi đến quả siêu thế niết bàn. Thì thường thường chúng ta thấy rằng cái tâm thiện nó là việc chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuyển tập để cho tâm thiện sanh lên. Dù mình có tu thiền chỉ, thiền quán thì mình cũng vẫn tu bằng tâm thiện. Bởi tâm thiện hợp trí nó làm được 10 việc. Một là bố thí nè, hai là trì giới, ba là tu thiền, bốn là cung kính, năm phục vụ, sáu hồi hướng phước, bảy tùy hỷ phước, tám là thính pháp, chín là thuyết pháp, 10 là cải chánh tri kiến. Như vậy thì 10 cái việc thiện này do cái tâm thiện làm. Như vậy thì chúng ta giữ giới cũng là tâm thiện hợp trí. Nếu mà chúng ta khéo suy nghĩ, người phá giới thì sanh vào khổ cảnh, người có giới thì sanh vào nhàn cảnh. Và Đức Phật là tu tập Sila Parami là trì giới ba la mật để thành Phật. Và là bố thí thì Đức Phật này bố thí Parami, Dana Parami thì mình cũng tu tập trí độ. Thì như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta có trí phân biệt thiện ác, phân biệt phàm thánh, phân biệt cao thấp, phân biệt tốt xấu đó, thì cái đó là cái trí phân biệt nhân quả. Giờ khi mà chúng ta tu tập như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm thiện đó, nó làm được 10 việc như vậy đó, thì chúng ta dùng tâm thiện để mà tu. Nên thường thường Đức Phật ngày thường nói rằng mình tu tập như thế nào không biết, nhưng mà thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng, ác pháp càng ngày càng tối giảm, đó là tu tập đúng. Tính niệm tàm quý hay là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Thì thường thường quý vị thấy trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật này nói rằng có năm pháp đang ngủ thì năm pháp thức dậy đó, năm pháp thức dậy thì năm pháp đang ngủ. Thì Đức Phật này muốn nói rằng khi một người mà không có tu tập đó thì tham tùy miên đó, đó là tham dục cái sanh khởi, sân độc cái sanh khởi, hôn thì cái sanh khởi, trạo phối cái sanh khởi và hoài nghi cái sanh khởi. Đối với người này đó, thì năm cái pháp này đang thức dậy, và năm cái pháp đó là tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đang ngủ. Có nghĩa là Đức Phật dùng cái từ thức và ngủ đó để chúng ta hiểu rằng hễ có thiện không có bất thiện, mà có bất thiện không có thiện. Nên trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nó cũng có pháp, năm pháp đang thức, năm pháp thức dậy, năm pháp kia đang ngủ. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật giảng nhiều như vậy, nhưng mà Ngài phân ra thiện ác. Thiện ác như vậy thì thiện thì nó có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế, thì chúng ta gọi chung là thiện.
Thiện nó có ba nhân thiện là vô tham, vô sân và trí tuệ. Còn bất thiện nó có ba nhân ác là tham, sân và tà kiến. Nè. Mình gọi là tham, sân và si cũng được. Si là vô minh cũng được. Thì như vậy thì vì cái pháp bất thiện thì chúng ta thấy nhân bất thiện là nhân tham, nhân sân và nhân si. Đó là do ba cái nhân bất thiện mà chúng ta gọi là hạ liệt. Bữa hôm trước chúng ta học bằng vô tham, vô sân và trí tuệ, ba cái nhân đó là chúng ta gọi là pháp thù thắng. Pháp thù thắng, pháp đó có thể làm vua chúa, làm chuyển lưng thánh dương, làm trời, làm Phật, làm thánh, làm chư thiên. Vì có vô tham, vô sân và trí tuệ, tục sinh cũng làm được người tam nhân, người chư thiên tầng cao, hoặc là phạm thiên cũng phải tục sinh làm người tam nhân mới được sanh làm những cái vị như vậy, mới sanh ra, mới được mới tu tập, mới đắc được định, đắc được thiền thần thông đạo quả, nên chúng ta gọi là ba cái pháp thù thắng. Như vậy rõ ràng có nhiều người họ tu đó, họ vọng cầu, ví dụ mà họ niệm, họ ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Dược Sư Lô Ly Quang Dương Phật, niệm Phật và Dược Sư cho họ hết bệnh. Cái điều đó là mình tu nó tham, quý vị, nó không phải là, nó không phải là từ bỏ tham. Còn một cái người mà tu niệm Nam Mô Di Đà Phật để Đức Phật rước về Tây Phương đó, là mình cũng tham luôn. Tại vì thật sự đó, mình tu, mình nói mình sanh về Tây Phương, mà có Đức Phật nào ở Tây Phương mà đi rước mình tối ngày, ông Phật đó cũng làm tôi tới cho mình, đúng không? Nên nhiều khi quý vị thấy những cái người hiện giờ, đa số những người mình thấy họ rất là tội, chết rồi thỉnh cho được người đi rước, đi đưa đi là Tây Phương tiếp dẫn. Mà đến bây giờ thường thường quý vị biết rằng tu sĩ bậc tông họ cũng có nhiều người họ nói mình nghe là nhức đầu lắm. Nói Đức Phật Thích Ca độ không được, giới thiệu Đức Phật Di Đà độ. Độ với về bên Tàu á, chúng tôi gọi là độ về bên Tàu á, vì Phật Di Đà là cái mặt bên Tàu, mặc áo quần gì đó cũng giống y bên Tàu. Nên quý vị thấy Phật Di Đà là Phật bên Tàu. Phật bên Tàu, Tàu nó dựng lên để tu về bên Tàu thôi, chứ còn không phải Phật Thích Ca. Và cũng không phải là mình tu để diệt trừ tham đúng quý vị. Nên quý vị thấy nhiều khi những người Phật tử bắt tông mình thấy họ mình cũng tội, niệm tùng phổ môn để cầu an. Nhưng mà thật sự ra đâu có vụ mà mình có tụng bao nhiêu biến kinh phổ môn mà đi trộm cắp, mình đi sát sanh hại vật thì mình cũng vẫn, mà đi nói láo, nói dối, nói dốc đâm thọc thì mình cũng phải chịu ác quả thôi. Chứ không có ai mà cứu khổ, cứu nạn cho mình được. Thậm chí bữa nay chúng tôi đi ra nghĩa địa, quý vị biết có nhiều người nói sư sư bữa nay mình có ra tiện tượng Địa Tạng tụng kinh không? Chúng tôi cũng không dám nói là ông Địa Tạng ông khùng khùng điên điên sao ông ra, ông xuống dưới địa ngục cũng ở đi riết ở dưới đó. Chúng tôi cũng không dám nói. Lâu lâu chúng tôi vui vui, chúng tôi nói ông này thiệt đúng là khổ thiệt. Ông ở dưới địa ngục cũng ông độ cho hết người thành Phật, hết người là ông mới thành Phật, thiệt là ông cũng hơi cực khờ cọc khảo sao chứ. Ai đâu mà xuống dưới địa ngục mà ở dưới đó hoài, địa ngục lửa nung nấu có đau khổ, thấy người ta rên la làm sao mà được, sao mà ổn được. Thế nên nhiều khi chúng ta thấy rằng bởi vì cái pháp môn tu tập mà chúng ta hiểu được cái pháp thiện, pháp bất thiện thì chúng ta mới phân biệt được người ta tu đúng, tu sai cái gì. Mình thấy người tu sai thì họ tu như vậy, nhưng mà Đức Phật thì nói giống như lấy cát thành cơm, lấy cát để nấu thành cơm. Dù họ có cầu nguyện cũng không thành cơm, họ không cầu nguyện cũng không thành cơm, mà có cầu nguyện cũng không thành cơm, mà không cầu nguyện cũng không thành cơm. Vì nó không phải là cái phương pháp để thành cơm. Còn khi mà chúng ta tu tập đúng, chúng ta tu tập thiện đó, thiện bản chất thiện đó là gì? Đó là không bệnh hoạn, đó là không, đó là khôn khéo, đó là khôn ngoan, đó là sáng suốt. Đó là không lỗi lầm, đó là cho quả vui. Như vậy thiện đó, nó có năm cái nghĩa thiện như vậy. Thì chúng ta tu tập thiện, Đức Phật nói rằng thiện dục giới đó, nó sẽ làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập để cho tâm thiền sắc giới sanh lên, tâm sơ thiền sắc giới thì mình sẽ nhập thiền được. Nếu mình tu tập được cái tâm nhị thiền sắc giới á, sau khi cái tâm thiền nó làm vẫn làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tập của tâm thiền sanh lên. Nên bình thường quý vị biết một người chứng thiền như chứng sơ thiền á, thì cái tâm sơ thiền nó sanh vô số sắc na, thời gian nghĩa là người đó nhập ngày đi thì cái tâm sơ thiền nó sanh bất gọi là bất định số đó. Trong vi diệu pháp gọi là bất định số, thì suốt một ngày như vậy cái tâm sơ thiền nó sanh riết như vậy, cho đến khi mà một ngày rồi đó, thì cái tâm thiền mà người ta nhập thiền, người ta có chú nguyện đó, chú nguyện là hướng thiền, là nhập thiền, trụ thiền, xuất thiền, phản kháng thiền, thì họ từng tự đó, họ nhập thiền xong rồi họ mới xuất thiền. Nhưng mà khi xuất thiền đó là tâm, mà tâm gì, cái tâm thiện hợp trí đó, nó bắt đầu nó sanh lại nữa,
thì người này phán khả, người này, người này quán xét. Nếu người này quán xét, người này thấy thấy được cái chi tầm nó yếu đuối đó, thì vị này sẽ bỏ cái chi tầm, bỏ chi tầm mà hướng lên, hướng tâm đến đến nhị thiền. Còn nếu mà nhiều lần phản kháng đó, mà người này không thấy được cái chi tầm là yếu đó, người này không thể tự bỏ được. Giống như cái người này đứng ở trên nước thang, bây giờ muốn bỏ nước thang nó phải biết nước thang trên, bước lên nước thang trên, bỏ nước thang dưới. Chứ còn không thể nào mà vừa cái bức thang dưới, bức thang trên nó hai cấp khác nhau, thì không thể nào mà mình ấy được hết, phải bỏ bức thang dưới bước lên trên. Nên mình mới gọi là cái tuệ phản kháng á, cái tuệ phản kháng của cái người mà tu thiền đó, họ phải có tuệ phản kháng. Có thể là nhiều khi họ chứng sơ thiền á, lâu kinh khủng lắm họ mới chứng được nhị thiền. Nhưng mà có nhiều người họ chứng sơ thiền xong rồi họ dùng tuệ, họ nhập thiền 5-10 phút hay 30 phút, rồi cái tâm thiền nó sanh một thời gian vậy, rồi họ dùng cái tuệ phản kháng họ bước lên nhị thiền được, bước lên tam thiền, bước lên tứ thiền, bước lên ngũ thiền sắc giới luôn. Nhưng mà có nhiều người thì họ không có cái tuệ phản kháng của họ, không có, thì họ dính vào cái sơ thiền đó và họ bị những cái gọi là cái kiến chấp sai lầm á, kiến chấp sai lầm sanh khởi, bởi vì cái tâm thiện nó sanh lên mà từ cái tâm thiện nó có thể câu sanh cho tâm bất thiện được. Nên mình gọi là thiện trở bất thiện bằng cảnh duyên đó, hoặc là thiện trở bất thiện bằng vô ký, trở thiện thiện bất thiện, thiện trở thiện bằng 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 thiện trở trở thiện bằng cảnh duyên. Thì do cảnh pháp mà người đã đang tu đó, mà người đó quán xét, vì đó sẽ trở lên được cái tâm thiện, tiếp tục quán nữa và chứng lên nhị thiền, cũng làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc, thì gọi là vũ tịnh đó, chứng lên nhị thiền. Thì vị đó cũng là do cái vị đó có cái tâm quán, cái tuệ, gọi là cái tuệ, cái tâm thiện hợp trí nó làm việc chuẩn bị, nó làm việc gọi là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại, rồi phản kháng thiền tự tại. Rồi khi người đó phản kháng thiền đó, người đã thấy được cái sơ thiền mà yếu đuối, nên tự vị đó lên nhị thiền. Nên bình thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài nói rằng á, nếu mà cái chuyện mà ngài rước được đó, ngài tuyên bố không ai rước được hết á. Tại vì cái tâm của mình muốn bỏ, mình bỏ lên nhị thiền, mình không bỏ thì mình cứ đứng đó hoài. Cũng như chúng tôi nói quý vị, người đi tìm Tây Phương đó, chúng tôi nói giống y như là cái người đó đi hoài, đi vòng vòng không được thì đi trở lại vậy đó. Tại vì cái đất này quý vị biết, cái đất nó quay vòng vòng mà, để mình ở chỗ nào mặt trời rọi là gọi là ban ngày, chỗ nào không có mặt trời gọi là ban đêm. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã nói như vậy đó quý vị. Cái chỗ nào mặt trời rọi vô gọi là chỗ nào mặt trời nó quay đi gọi là ban đêm. Như vậy Tây Phương là ban đêm, mà đi kiếm ban đêm mà kiếm hoài trong bóng tối thì quý vị nghĩ có kiếm được không? Đâu kiếm được đâu. Tại vì cái người nào mình gọi là khờ khờ khảo khảo, chứ bây giờ vệ tinh ta quay vòng vòng trái đất, đã biết cái đất quay vòng 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 rồi, chỗ nào mặt trời rõ vô nó gọi là sáng, chỗ nào có mặt trời gọi là tối. Thì Tây Phương là cái bóng tối hay sao? Vậy ông Phật Di Đà là ông ở bóng tối, nên ông ở bên Trung Quốc ông lộn xộn lắm. Nên chúng tôi nói cho quý vị nghe, có nhiều người họ lên họ nghe đó, rồi họ cũng họ vô họ nghe, họ nghe chúng tôi nói, mà chúng tôi nói thiệt, chúng tôi nói chắc chắn như vậy luôn á. Nếu mà những người đó mà họ theo dõi cái tin thế giới, họ thấy cái quả địa cầu quay vòng vòng cái mặt trời đó, mặt trời nó rọi vô chỗ nào thì gọi là sáng, chỗ nào không có mặt trời gọi là tối, vậy đi tìm Tây Phương tìm bóng tối sao? Mà không lẽ điều này Đức Phật không biết? Đức Phật giới thiệu cho ông Di Đà ở bên Trung Quốc độ. Mà Kinh Di Đà thì nói như vậy quý vị, nói là Đức Phật Thích Ca giới thiệu Đức Phật Thích Ca Di Đà. Mà quý vị thấy Đức Phật một người Ấn Độ mà giới thiệu người Trung Quốc. Chẳng qua Trung Quốc nó muốn dựng lên cái ông Phật Di Đà để nó nói rằng Tây Tạng bên Ấn Độ có Phật thì bên tao cũng có Phật vậy. Tao có Phật Di Đà, mà bên kia có Phật Thích Ca. Phật Thích Ca lịch sử thế giới ai cũng chịu hết, nhưng Phật Di Đà tự dựng lên, quý vị thấy không? Tại vì Trung Quốc cũng là một cường quốc mà. Quý vị thấy hồi xưa giờ Trung Quốc có chịu thua ai không? Không chịu thua ai hết á. Nên ông Phật mà chúng ta nói ông Phật Di Đà với bà Phật Quan Âm á, với ông Địa Tạng á, là Trung Quốc dựng lên. Nên chúng ta nói người nào mà tu theo kiểu đó là tu theo Trung Quốc thôi, về bên mai mốt sanh qua Trung Quốc. Chứ làm gì có Tây Phương đi vòng vòng cũng được, thì kiếm chỗ đó thôi. Nên Đức Phật ngày thường thí dụ như thế này nè quý vị. Cũng như có người đó tu á, mà Đức Phật hỏi trả lời như thế này có thể hợp lý không? Mình tu mà mình không biết, Đức Phật ngày hỏi trả lời như thế này hợp lý không? Có người đã làm cầu thang mà lên trên lầu, thì người ta hỏi vậy chứ bạn làm lầu thứ mấy? Nói không biết, tôi không biết là cái lầu thứ mấy hết, nhưng mà tôi muốn làm thang để lên lầu, nhưng mà không biết lầu thứ mấy, lầu đó quay hướng nào. Người đó nói tôi không biết, tôi chỉ làm lầu, tôi làm thang lên lầu thôi.
Phải trả lời như vậy có hợp lý không? Không hợp lý. Tại vì mình muốn làm cái thang lên lầu, mình phải biết cái đó lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu đó làm bao nước thang thì lên tới cái lầu đó, mà này không biết. Đức Phật cái thí dụ một cái nữa, cũng giống như cái anh chàng anh thương cô đó, cô gái. Nhưng mà ta hỏi vậy, thương cô gái đó ở xứ nào, con của ai, mập trắng đen hay là tóc dài tóc ngắn đó, tôi không biết, tôi chỉ biết thương cô gái thôi. À, thì Đức Phật nói rằng trả lời như vậy có hợp lý không? Thì tất nhiên là không hợp lý rồi, tại vì thương cô gái thì biết cô gái đó ở đâu mà thương mới được, chứ còn tự nhiên nó thương mà cô gái đó đâu. Đức Phật này thí dụ có mấy cái thí dụ trong kinh Lục Bộ mà chúng tôi cũng thấy vui vui, mà sẵn đây chúng tôi nói người họ tu họ không biết, họ nói rằng họ đi tìm Tây Phương, nghĩ cho Tây Phương quay vòng 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 trong bóng tối mà tìm hoài, cũng giống như cái người đó họ thương cô gái mà nó không biết cô gái đó mặt mày tròn méo, con nhà ai, mặt cái son như mặt chữ điền, con nhà vàng giàu hay nghèo, da đen da trắng nó không biết, tôi biết tôi thương cô gái thôi chứ tôi không biết cô gái đó đâu. Người trả lời như vậy đâu có hợp lý đúng không? Thì Đức Phật này cũng nói như vậy. Chúng ta đó thì khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta tu bằng tâm thiện, chúng ta chọn những cái đề mục mà chúng ta tu. Ví dụ chúng ta tu tập chọn đề mục thân quán niệm xứ thì chúng ta có thể chọn đề mục hơi thở, cũng là thân, vì hơi thở ra hơi thở vô nó cũng gọi là thân, mà cũng gọi là thân hành là hơi thở. Rồi chúng ta có thể chọn đề mục đất nước lửa gió, bốn đề mục tứ đại, hoặc là chúng ta có thể chọn cái đề mục tiểu quay nghi, là đi đứng nằm ngồi, quên là co tay duỗi tay, hoặc là đại quay nghi là đi đứng nằm ngồi. Chúng ta có thể chọn cái đề mục 32 thể trược, từ tóc lông móng răng da, mà thường thường quý sư mà cho xuất gia sa di đó thường hay đọc kê sa lô ma nát kha đan ta tai chô, đó là tóc lông đó, móng răng da. Rồi da 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 rồi da móng lông tóc đọc ngược đọc xuôi như vậy đó quý vị. Thì đó là cái đề mục 32 thể trược. Rồi chúng ta có thể từ cái thân này chúng ta tu tập 10 đề mục tử thi. Thì ví dụ chúng ta thấy người chết đó là cũng có cái thân này, thì họ chết là sình lên, rồi mình tới mình coi cái đề mục đó nứt ra, rồi củ khiếu nó chảy máu ra, rồi nó sình lên, rồi nó bị thú ăn, nó bị giòi tửa, rồi nó bị giòi tửa như vậy nó bị nứt nẻ, rồi bị thú ăn, nó bị xanh bầm, rồi nó bị xương thịt xương rớt ra rồi từng khúc, rồi còn xương trắng. Thì 10 cái mục 10 cái mục thân á, về bất tịnh á, thì Đức Phật kỳ dạy là 10 cái mục tử thi á, nó cũng là 10 cái mục mà tu thiền. Thì thân quán niệm xứ nó nhiều như vậy quý vị. Thân quán niệm xứ đó thì thường thường nó làm tất cả những gì liên quan đến thân. Ví dụ mình nói tu thân quán là cái gì của thân đó, thì mình thấy được đó. Ví dụ mình một người nói rằng cái thân này được 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 tồn tại là do nghiệp thức và cái tuổi thọ, mà khi mà thức tan rã thì cái thân này gọi là chết, mà khi nó chết như vậy á, thì nó sình lên thôi. Một cái người tu họ phải tự tự họ quán theo sự thật quý vị. Ví dụ chúng ta thấy cái thân mình sống á, thì mình do nhờ vật thực, do nghiệp và thức nó duy trì cái thân này mình gọi là còn sống. Nhưng mà khi thức nó rời khỏi thức, nó chết, thì cái thân này nó sẽ bị tan rã. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái người chết họ cũng có mắt, cũng có tai, mũi, miệng, nhưng mà họ không có nói nghe, không thấy được, tại vì không có thức, không có tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nương, nên họ không thể nào biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Như vậy khi mà giữa một cái thân á, và còn cái nghiệp nó duy trì như vậy, và cái thân không có nghiệp duy trì như vậy đó, người đã suy nghĩ rằng cái thân này thật là mong manh, khi mà thức nó lìa bỏ rồi nó sẽ bị nó gọi là tắt thở đó. Thì quý vị thấy pháp y bây giờ nói rằng khi mà 24 tiếng đồng hồ thì máu nó sẽ loãng lại, nó sẽ chảy ra củ khiếu, nghĩa là chảy ra cái lỗ mắt, lỗ miệng, rồi đà hậu môn, rồi lỗ tiểu, rồi nó phải chảy ra, nó sẽ xì ra những cái máu. Và thường thường thì điều này pháp y á, về về khám nghiệm tử thi họ cũng nói như vậy. Thì Đức Phật này cũng nói rằng khi mà chết rồi thì cái máu nó chảy ra, nó sình lên, nó xanh bầm trở lại, nó sình lên, rồi nó nứt ra, rồi giòi tửa nó bu vào các khiếu. Ví dụ chúng ta thấy miệng mũi chúng ta đã thường thường quý vị thấy một người nào mà chết đó, mà không có ai mà lo đó, thì chúng ta sẽ tới chúng ta thấy rằng miệng mồm nó giòi tửa không. Mà có lần chúng tôi lên cái lô cao su mà gặp pháp y, nó vô nó khám nghiệm tử thi người đã chết mà bị úp mặt dưới mối nó ăn, rồi giòi nó có đó, lật lên nó giòi nó rớt ra.
Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy được những gì Đức Phật đã nói về cái thân này. Khi cái thân này mà thức hơi ấm và tuổi thọ không còn đó, thì cái thân này sẽ bị những loài côn trùng ăn. Những loài côn trùng ở trong đây thì chúng ta thấy có dòi tửa, rồi là côn trùng là những loài thú ăn thịt đó. Ví dụ chúng ta thấy những loài chó, những loài linh cẩu, rồi những loài chim đó, nó nghe cái mùi thúi đó, như là con cần cờn, nó nghe cái mùi thúi nó bay tới nó mổ thịt nó ăn, ví dụ vậy. Hay con chó sói, và trong kinh mô tả là xưa nó tạo nghiệp ác ở đây, bây giờ nó nghe thúi đó, nó nói rằng ta hại đến người ăn, ta hại đến người ăn, thì nó chạy tới nó ăn cái xác chết đó. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng Đức Phật ngày dạy chúng ta tu tập về cái thân đó, là những gì liên quan đến thân lúc còn sống hay chết. Ví dụ như giờ chúng ta thấy mình ăn xong rồi mình đại tiện. Ví dụ có người nào ăn không đại tiện không? Cũng đại tiện, mình đại tiện ra mình thấy ồ phẩm này ghê quá. Mà ăn thì mình thấy ngon như vậy, mà ỉa ra thì thấy hôi quá. Rồi uống rồi mình thấy đái ra, rồi mình ngủ thức, rồi mình giặt vũ áo quần. Tại vì mồ hôi của mình nó đổ ra. Tại sao đồ vì mồ hôi nó chảy ra, nó hôi cái áo, rồi mình phải giặt. Nên Đức Phật nói rằng nước mắt mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước nhờn, khớp, rồi ốc, trong não, rồi thịt, gân, xương, lá lách, hoành, cách, mô, thận, tim, can, gan, gì đó. Thì những cái gì nó liên quan đến thân mình suy xét về nó, thì Đức Phật là niệm thân. Niệm thọ đó thì chúng ta thấy rằng đối với thân á, thì nó sẽ, nó có thọ. Ví dụ chúng ta thấy là thân căn và cảnh xúc nó sanh ra cái thân thọ. Thân thọ như vậy thì do cái cảnh xúc nó va chạm vào cái thân chúng ta, một cảm giác sanh lên, thì chúng ta hãy niệm cái cảm thọ đó. Những cái gì mà nó liên quan, ví dụ chúng ta ăn chúng ta thấy ngon thì cảm thọ nó có liên hệ đến vật chất. Rồi chúng ta xúc chạm mà nó có cái cảm giác thì chúng ta biết rằng đó là cái thọ quán niệm xứ, nó liên hệ vật chất. Rồi lúc nào chúng ta ngồi mà nó những cái cảm thọ nó sanh lên mà nó không có liên hệ vật chất thì chúng ta hiểu đó là thọ không có liên hệ vật chất. Nên khi mà chúng ta ngủ được, chúng ta thức dậy khỏe đó, chúng ta thấy khỏe đó thì do cái giấc ngủ, thì mình cũng hiểu rằng cái giấc ngủ này nó cũng là cái đồng hồ sinh học sinh lý của con người. Khi mình ngủ được mình cảm thấy khỏe như vậy thì cảm giác này nó cũng có liên hệ đến vật chất. Rồi khi mình tu thiền á, mình tu thiền mà cái tâm mình định á, cái tâm mình có cái bi tí phát sanh á, mình thấy hỷ lạc ở trong cái sự tu thiền đó, thì mình thấy cái hỷ lạc này nó không có liên hệ đến vật chất, nó là thuần tí một cái nội tâm hỷ lạc do sơ thiền, hoặc là do cận sơ thiền, hay là do cái cận định, cái cận định thôi chứ chưa nói đến kiên cố định. Thường thường chúng ta có sát na định là từng sát na, nhưng mà cái nhiều sát na thì nó gọi là cận định. Và khi mình tu tập được á, thì nó có nhiều cái cận định, cái nhiều cái sát na định nó gọi là thành cận định. Nên cái tâm mình nó có bi tí, nó có lạc, thì cái sự lạc và bi tí đó thì Đức Phật nói rằng cái này nó không có liên hệ đến vật chất, nó thì thuần tí một lạc thọ do tâm định tĩnh. Thì chúng ta tu tập thì chúng ta tự, nếu mà chúng ta có tu tập đó, thì chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ hiểu. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập đó, thì người ta nói mình cũng sẽ hiểu. Nhưng mà nếu mình có tu tập mình nói thì nó sẽ rõ ràng hơn. Như vậy thì khi mà chúng ta tu thọ quán đó, thì những cái thọ là gì? Bởi thường thường chúng ta hay nghe bữa hôm trước chúng ta học về chúng sanh duy tồn do vật thực á. Về cái xúc thực đó thì chúng ta tri ba loại cảm thọ. Ví dụ như xúc thực là gì? Nhãn, căn và cảnh sắc, gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc này sanh lên ba cái loại cảm thọ là thọ hỷ, thọ lạc và thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Mà thường thường chúng ta thọ hỷ là cái tâm thọ hỷ thì cái thân thọ lạc. Cái tâm thọ cái tâm thọ ưu thì cái thân thọ khổ. Còn cái thọ xả là độc lập một loại cảm thọ. Như vậy thì khi mà chúng ta biết những cảm thọ đó nó liên hệ đến vật chất hay là không liên hệ đến vật chất, thì chúng ta biết cảm thọ đó là như vậy thì chúng ta gọi là tu tập về thọ. Cái thọ là liên hệ vật chất, không liên hệ vật chất, thọ nào mà gọi là thọ do tu tập đó, mình biết được cái thọ do tu tập. Còn cái thọ nào do ăn uống ngủ nghỉ và sanh khởi mình cũng biết. Rồi cái thọ nào do những sự vui buồn đó thì cũng biết. Ví dụ như mình thấy con cái mình thành đạt, mình vui thì cái thọ đó liên hệ đến vật chất, mà cái vật chất là cái vật chất bên ngoài. Còn cái vật chất bên trong, ví dụ mình ăn uống ngủ nghỉ được, mình thấy mình dễ chịu, rồi cái thọ mà không có liên hệ đến vật chất là do cái tâm tu thiền mình có cái nội tâm thuần tịnh như vậy đó, thì mình gọi là thọ không có liên hệ vật chất. Thì thọ hỷ hay thọ lạc hay là thọ xả hay thọ ưu, mình đều phân biệt hết, mình phân biệt cái từng cảm thọ đó, thì Đức Phật gọi là người đó có chánh niệm tỉnh giác trong thọ quán niệm xứ.
Khi mà mình tu tập đó, những cái tâm sanh lên đó, thí dụ như tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những cái tâm đáo đại, tâm tâm thiền đó, nó sanh lên mình biết, biết tâm sân sanh lên, thì cái tâm sân đó do tâm thiện biết tâm sân, thì tâm sân biến mất. Nên bình thường á, mình tu thiền á, thì mình không có sợ cái tâm bất thiện, nhưng mà chỉ sợ là mình không có phát hiện được nó thôi. Khi mình bắt phát hiện được nó thì cái tâm thiện phát hiện được cái tâm bất thiện. Chúng ta thấy giống như là cái thằng trộm vô, bây giờ ông chủ vô thấy thằng trộm chạy ra vậy. Thì nó cũng giống như vậy quý vị. Khi mà bóng tối á, vô minh, tham sân và si đó, nó giống như là bóng tối. Và khi ánh sáng nó vào nó biết bóng tối, nó biết bóng tối mới vừa lùi ra. Cũng như cái người ăn trộm vào á, thì cái người chủ nhà không biết, nhưng mà người chủ nhà biết ăn trộm phải đi ra thôi. Thì nó cũng vẫn giống như vậy. Một cái người mà tu tâm quán niệm xứ đó, biết được tất cả các loại tâm. Tâm có tham, tâm có sân, tâm có si, không có si. Tâm này tâm tâm vô lượng hay tâm 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 hữu hạn hay tâm vô hạn, tâm đáo đại hay là tâm không phải tâm đáo đại, hoặc là tâm dục giới hay là tâm không dục giới. Phân biết được những cái tâm gì nó liên hệ đến 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 cõi dục, mình biết, mình tu tập mình phân biệt như vậy. Khi phân biệt như vậy, đến một lúc nào cái tâm của mình nó mạnh mẽ, cái niệm định nó mạnh mẽ đó, thì mình tự gắn liền với nhau, mình phát hiện được, và cái tâm nó sẽ tan biến những cái tâm bất thiện rất là mau. Và Đức Phật thì ví dụ như một người đun cái chảo nóng vậy đó, cái chảo sắt mà được đun nóng, thì thỉnh thoảng một vài cái giọt nước rớt xuống thì nó tan biến rất là mau. Thì Đức Phật nói, khi một người mà thật sự điều phục được tâm của mình đó, họ biết được tâm tham sân si đó, thì những cái tâm tham sân si nó cũng tan biến rất là mau. Khi mà niệm định họ mạnh thì họ tan biến rất là mau. Rồi về pháp quán niệm xứ đó, thì chúng ta thấy pháp quán niệm xứ nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn là luôn cả danh và sắc luôn. Ví dụ chúng ta tu thọ quán niệm xứ đó, thì có nhiều khi chúng ta chỉ theo dõi những cái tâm của chúng ta. Nhưng mà thường thường đó, thì cái người mà họ tu pháp quán niệm xứ đó, thì họ phân biệt được sắc và danh luôn. Ví dụ như họ biết đây là nhãn căn, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức sanh lên để biết cảnh sắc đó. Đây là nhĩ căn, đây là cảnh thinh, đây là nhĩ thức. Và đây là tỷ căn, đây là cảnh khí, đây là tỷ thức. Đây là thiệt căn, đây là cảnh vị, đây là thiệt thức. Đây là thân căn, đây là cảnh xúc, đây là thân thức. Đây là ý căn, đây là cảnh pháp, đây là ý thức. Và khi mà họ phân biệt như vậy đó, thì chúng ta gọi là niệm pháp. Niệm pháp gồm có niệm 12 xứ, 18 giới, rồi 5 quyền, 5 lực, 7 giác chi, bát thánh đạo. Mình gọi chung là cái người niệm pháp đó, thì họ niệm luôn cả bất thiện pháp họ cũng niệm. Thí dụ như cái tâm mà hôn trầm thị miên vừa sanh, họ cũng biết do cái sự hôn trầm thị miên đó nó sanh, vì đã biết được cái tâm hôn trầm thị miên sanh. Như vậy á, thì cái tâm hôn trầm thị miên diệt họ cũng biết. Ví dụ mình ngồi ngủ, mình buồn ngủ như vậy đó, nhưng mà mình đâu có phải mình nằm xuống mình ngủ đâu. Mình ngồi ngủ gục, mình chống với buồn ngủ á, có nghĩa là mình ngồi ngủ gục, mình biết đang hôn trầm thị miên đang sanh, đang có như vậy, mà nó cứ gục gạt hoài như vậy. Cho đến lúc nào nó hết gục gạch á, thì mình biết rằng hôn trầm thị miên đã diệt rồi. Rồi cái tạo hối cái chưa sanh, bây giờ nó sanh. Mình ngồi mình phóng tâm như hoài như vậy đó, mình cứ biết phóng tâm hoài. Rồi khi mà tạo hối nó sanh lên, rồi bây giờ nó diệt đi, mình biết nó đã diệt đi rồi. Rồi cái hoài nghi nó sanh, mình nghi ngờ về cái phương pháp tu tập. Mình ngồi mình nghi ngờ chuyện này, nghi ngờ chuyện kia. Thì cái vị hành thiền nó biết rằng hoài nghi cái đang xuất hiện. Và cho đến lúc nào cái tâm mình định tĩnh á, mình sáng suốt á, thì mình biết nó không có nữa. Bởi bình thường á, cái hoài nghi là khi mà mình không có xác định được pháp, gọi là hoài nghi. Xác định pháp là cái tâm mình nó có cái kháng khích trong niệm định á, thì tự nhiên cái hoài nghi nó không có nữa. Lúc bây giờ mình đã tự thân mình cảm nhận được cái đó rồi. Mình tự thân mình biết rồi. Cũng giống như cái người hoài nghi là người đã chưa đến đó thôi. Nhưng mà khi đến đó rồi hỏi còn hoài nghi nữa không, thì hoài nghi đâu có nữa. Đã thấy thành phố rồi sao hoài nghi. Nghe người ta nói mình có thể suy nghĩ mênh mông được, nhưng mà khi mình thấy thành phố là như vậy thì mình đâu còn nghi ngờ nữa. Thì cái người khi mà họ hoài nghi về Phật Pháp Tăng, hay là họ hoài nghi về tu thiền, vì họ chưa có chứng được. Rồi khi họ chứng được thì họ biết Đức Phật đã chứng được, Đức Phật đã giảng như vậy. Bây giờ mình chứng được thì Đức Phật đã chứng được, Đức Phật giảng cái phương pháp này tu tập để mình chứng. Bây giờ mình chứng rồi thì mình không còn hoài nghi Phật nữa, và không hoài nghi Pháp. Pháp của Đức Phật thật sự là từng tự thứ lớp như vậy để mình chứng ngộ. Mình đã tu tập đúng như vậy là mình đã chứng ngộ rồi. Rồi không hoài nghi chư tăng là những vị đệ tử của Đức Phật, như là các bậc thánh đó, hồi xưa là đã thuyết giảng, Đức Phật đã công nhận
Thì tất nhiên các vị thánh tăng nó đã chứng ngộ và đã thuyết giảng Đức Phật để công nhận như vậy, nên cũng không hoài nghi về tăng bảo. Như vậy thì ta khi mà chúng ta tu tập về về pháp quán niệm xứ đó, là chúng ta xác định danh và sắc. Ví dụ như mắt là sắc, cảnh sắc là sắc, nhãn thức là danh. Mình niệm, mình phân biệt từng thứ, rồi năm tiền cái, năm quyền, năm lực, bảy giác chi, bát thánh đạo, bốn nhĩ túc. Ví dụ mình có dục nhĩ túc là mình có mong mỏi để chứng đắc đạo quả. Cần nhĩ túc là tâm mình tinh tấn. Thẩm nhĩ túc là mình có trí tuệ phân biệt. Rồi dục nhĩ túc là mình mong mỏi chứng được đạo quả để chấm dứt luân hồi. Dục cần cần tâm thẩm, mình tâm mình có như thế đó thì mình biết được như vậy. Thì Đức Phật là người đã tu tu về pháp quán niệm xứ. Bởi cái người tu pháp quán niệm xứ thì trong trong chú giải thiền quán đó là người này phải có trí tuệ nhiều mới được. Cái người có trí tuệ nhiều mới tu pháp quán niệm xứ được. Còn cái người mà trí tuệ ít quá đó thì cũng tu thiền quán được, nhưng mà rất là khó. Còn có thể cái phương pháp mà dễ tu nhất là cái tu thân quán niệm xứ. Những cái gì trong thân mình sanh khởi đó, mình đi đứng nằm ngồi, mình dụng tâm theo dõi cái tuệ đó, nó sẽ sanh khởi dễ. Còn cái người tu pháp quán niệm xứ nhiều khi bắt mình không có tác ý kịp đó, mình không có bắt được cái cảnh kịp, nên gọi là cái người đó phải có tuệ cao, cái tuệ có nhiều thì mới tu pháp quán niệm xứ. Còn không nó thì mình tu thân quán niệm xứ thì dễ hơn, hoặc là thọ quán niệm xứ. Thôi thì bây giờ trong cái câu hỏi của trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Tề Quyền đó, thì chúng tôi chỉ phân biệt cho quý vị nghe như vậy. Có nghĩa là có 84 nhà pháp môn mà được nói trong tam tạng kinh điển. Như là tạng kinh có 21 ngàn pháp quẩn, tạng luật có 21 ngàn pháp quẩn, tạng vi diệu tạng có 42 ngàn pháp quẩn. Như pháp quẩn thì Đức Phật ngày thường nói như thế này. Ví dụ như là thọ quẩn đang sanh cho người nào, tưởng quẩn đang sanh cho người đó phải chăng? Hay là tưởng quẩn đang sanh cho người nào, thọ quẩn đang sanh cho người đó phải chăng? Là sắc quẩn đang sanh cho người nào thì danh quẩn đang sanh cho người đó phải chăng? Đức Phật ngài hỏi như vậy trả lời về cái học diệu pháp. Ví dụ mình nói rằng cái người vô sắc á, cái người vô sắc á, thì danh quẩn sanh nhưng mà sắc quẩn không sanh. Còn cái người vô tưởng á, là sắc quẩn sanh nhưng mà danh quẩn không sanh. Còn cái người ngũ quẩn á, thì danh quẩn sanh mà sắc quẩn cũng sanh. Vậy thôi. Thành ra khi mà mình hiểu cái đó là pháp môn mà Đức Phật ngài nói đó, thì để cho mình khẳng định lại từng cái pháp môn, để mình biết được cái nào là thiện, cái nào là bất, cái nào danh, cái nào sắc. Cũng như Đức Phật nói tính quyền sanh cho người nào, tuệ quyền sanh cho người đó phải chăng? Tuệ quyền sanh cho người nào, tính quyền sanh cho người đó phải chăng? Hoặc là tấn quyền sanh cho người nào thì tuệ quyền sanh cho người đó phải chăng? Thì mình phải trả lời, có nghĩa là mình biết. Tại vì thường thường mình học vi diệu pháp á, ví dụ mình biết rằng tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả. Thì tính là tính quyền, niệm là niệm quyền, định quyền là sở hữu nhất hành, tệ quyền là sở hữu trí tuệ. Thì khi mà mình thấy được cái tâm nào nó sanh lên nó có được năm quyền á, thì mình biết tính quyền sanh thì tệ quyền sanh cho người đó. Còn nếu mà những cái tâm nào mà ví dụ như tính nó sanh, ví dụ như những cái tâm sở mà ly trí á, thì nó cũng có tính quyền sanh nhưng mà nó không có tệ quyền sanh, ví dụ như vậy. Hay là chúng ta nói rằng tính quyền mà ở trong cái tuệ quán á, thì chắc chắn phải có tuệ quyền. Tại vì lúc bây giờ nói là tính quyền đó phải là cái sở hữu tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, đích thân đích tâm, tuần thân tâm, chánh thân chánh tâm, và sở hữu trí tuệ. Thì như vậy thì lúc bây giờ cái người mà tính này đó, là cái người này tính có tuệ thì nhất định là tính và tuệ thì nó quân bình với nhau. Thường thường chúng ta hay nghe nói rằng cái tính đó, nó không có tuệ thì nó sẽ làm cho cái tà tính. Còn tuệ mà không có tính thì có thể bị gian dảo. Thì nó thường thường nói như vậy. Thì khi một cái người mà lấy tuệ quán mà tu về ba tướng á, thì nó là cái tướng tuệ quán. Cái tuệ của tuệ quán thì nó không có bị chênh lệch. Nhưng cái tuệ ở trong dục giới mà cái tuệ mà mình xử lý này kia, nó thường thường nó có thể mình có cái tuệ mà không có cái tính thì nó cũng trở thành gian dảo. Mà chúng ta ưa thí dụ đó. Ví dụ chúng ta thấy đẹp đa sinh năm điều đó cũng rất là siêu đẳng. Không ăn chay, quên cũng như là suốt đời phải ăn chay, suốt đời sống trong rừng, suốt đời phải lụm giải bó ma, rồi suốt đời phải đi khất thực, suốt đời không có được nhận thuốc cúng dường, rồi phải dùng nước biển tiểu hòa đen với trái am lạc. Thì quý vị thấy đẹp đa cũng có cái trí, nhưng mà ổng dùng cái trí của ổng để
ổng gian dảo thôi, chứ không phải là ổng dùng cái trí để mà ổng tu tập. Nên cái trí nó thuộc về cái sự danh lợi, quý vị hiểu không? Khi một người mà họ dùng cái trí mà để họ sắp xếp sự danh lợi đó, thì cái trí này nó sẽ không có cái lòng tin, nó sẽ là cái tà trí. Còn nếu mà mình tin quá mà mình không có trí thì gọi là mình mê một mình mê tín. Còn cái trí mà nói nó không bị mê tín, vì cái trí này là tam tướng, tướng vô thường, khổ vô ngã, thì cái trí này lấy được cái tướng cái pháp ấn như vậy đó, thì mình gọi là cái này là cái trí này nó không phải là gian dảo nữa. Vì cái trí này nó muốn thúc xuất ly luân hồi, có nghĩa là lấy cái tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, cái tướng đó nó không có cái hình ảnh của tham ái, nó không có hình ảnh của chấp thủ, mà nó chỉ xả ly. Thì chúng ta thấy cái đó nó không có bị danh sắc, nó không có bị vướng bận, mà nó chỉ lấy cái tướng vô thường, khổ, vô ngã để là cái tướng chấm dứt luân hồi thôi. Thì lúc bây giờ cái trí này gọi là cái trí nó không bị chênh lệch. Còn khi mà cái trí mà chúng ta xử sự những cái việc ở trong đời đó, có nhiều khi á, người đó thông minh nhưng mà người đã gian dảo. Còn cái người mà mê tín quá thì họ lại mê tín quá, là giật lòng tin họ có nhiều, họ mê tín quá, họ không có hướng đến cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, nên họ xử sự đa số họ bị dính mắc vào cái trạng thái của các cái pháp gọi là hữu vi, hay là các cái pháp nó còn bị lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, nó còn dính mắc đến những cái lậu hoặc này, nên nó bị nó về nó cái tướng của nó không có, nó không có cái tuệ, cái tâm nó không có được cái khuynh hướng xuất ly. Thôi thì chúng ta xin chia sẻ cái câu thảo luận số 1 như vậy. Bây giờ là còn lại thời gian khác thì có lẽ là thỉnh Tượng Tọa Đại Quyền đặt câu hỏi cho vị khác, để vị khác chia sẻ chút xíu. Bây giờ chúng ta xin gửi miệng cho quý vị. Dạ, sa thú kính tri ân đến Thượng Tọa Pháp Tăng. Quả thật thì có Thượng Tọa thì đã nói một thời gian dài sau khi Tự Quyền vừa mới giảng xong cái phần đó. Cái câu hỏi cuối cùng chắc có lẽ sẽ thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng. Nhưng mà Phật Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt trước máy không anh Thành? Phật hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt trước máy không ạ? À? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt trước máy không ạ? À? Dạ, yeah. Có lẽ Thượng Tọa Pháp Tăng không có mặt trước máy, có lẽ chúng tôi phải sẽ nói thêm một chút xíu nữa. Thì có thể nói rằng nó có nhiều cái pháp môn tu tập, nhưng có thể nói rằng không thể nào mà bay qua khỏi bốn cái pháp môn, hay là không thể bay qua khỏi thân thọ tâm và pháp quán niệm xứ, hay không thể nào để diệt trừ phiền não mà lại thiếu coi như là chánh niệm và tỉnh giác. Có thể nói như vậy, không thể thiếu chánh niệm và tỉnh giác. Khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt thì ngay khi đó thì con đường về bờ giác nó gần. Mà khi nào mà chúng ta tu mà chúng ta thấy không có chánh niệm tỉnh giác thì ngay khi đó chúng ta biết rằng chúng ta đã rời xa cái chân lý, rời xa cái giá trị tu tập một cách thật sự. Đó là chính xác của mình. Ngày nào mà chúng sinh còn tấp bên bờ này, tấp bên bờ kia, để có nghĩ rằng là có một người nào đó, một vị thầy nào đó để tiếp dẫn đưa chúng ta về cảnh giới an lành, không có chuyện đó đâu. Không ai tạo ra cho chúng ta cảnh giới an lành. Và chúng ta cũng không có niệm tưởng một cái pháp môn nào ngoài ra thân tọa tâm và pháp quán niệm xứ này.
Khi người đệ tử hiểu Phật Pháp, học Phật Pháp, để mới thấy rằng Phật Pháp này, giáo lý này là nền tảng, là cơ sở để những phiền não đã sanh sẽ được đoạn diệt, những phiền não chưa sanh không có sanh nữa thì chỉ có tư niệm xứ. Và những thiện pháp nào chưa sanh sẽ khởi sanh lên khi tu tập tứ niệm xứ, và thiện pháp đã sanh được quân tập và được nuôi dưỡng cũng sẽ nhờ tứ niệm xứ. Cho nên sự tu tập đòi hỏi một cái sự chuẩn xác, phương hướng, ý chí và cái sự thực hành của người đệ tử. Chứ chúng ta không có thể mà nay có cái chuyện này, mốt có chuyện kia, bây giờ chúng ta thay đổi pháp môn này, pháp đổi đổi pháp môn kia. Đấy là cái điều mà chúng ta đã hiểu nó không có, nó có đúng đắn với cái chính lời Phật thuyết, chính lời Phật dạy. Mà gọi là chính lời Phật dạy y như sự chỉ dạy của Ngài, thì chúng ta chỉ có tu tập bốn pháp môn này thôi, không có một con đường nào khác. Ekayano Maggo chỉ có một con đường duy nhất. Thì chúng ta thấy xưa và nay nhiều tông phái và nhiều giáo chủ giới thiệu và đưa chúng sinh về chỗ này chỗ kia, ở cảnh giới này cảnh giới nọ, như là chúng ta thấy như là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng chưa có một đạo sư nào mà chỉ dạy cho chúng sinh chấm dứt sanh tử sầu bi khổ ô não, chính là Đức Phật. Cũng như chưa có ai có thể khai sáng được một cái con đường mà đưa đến sự chấm dứt sanh tử, chấm dứt sầu bi khổ ô não, đó chính là con đường thiền quán nghiệp xứ. Chính con đường này mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta 6 năm dưới cội Bồ Đề tu khổ hạnh, từ bỏ khổ hạnh và tu tính con đường trung đạo Maccima Patipada, và không nghiêng về khổ hạnh, cũng không nghiêng về lợi dưỡng, đi con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo đó chính là thánh đạo tám ngành. Thánh đạo tám ngành này tức là bát chi đạo. Bát chi đạo này tức là chánh niệm đó, tức là chánh tri kiến đó, hay là chánh kiến đó khởi sanh, dẫn dắt làm cho chúng sinh chuyển mê, khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Không có một cái pháp môn nào, không có một con người nào có thể sản sinh ra, có thể giới thiệu ra một cái pháp môn khác. Đó là phi Phật thuyết, chính lời Phật dạy. Chúng ta tu tập là không có phải vì nghe, vì tin một kẻ nào khác, mà Đức Phật Ngài dạy sau khi Như Lai viên tịch trong bài kinh Đà Bát Niết Bàn: các ngươi khi nghe một điều gì từ các vị cao đồ, từ những người có quyền lực vân vân, thì đừng vội tin, đừng vội bỏ, mà hãy thực hành. Nếu thấy thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảng, thì đó là lời dạy của Như Lai. Còn tu tập mà thiện pháp thối giảm, ác pháp tăng trưởng, thì đó là phi lời dạy của Như Lai. Hay như hồi nãy trong bài kinh chúng tôi nói, khi mà tu tập á, mà thấy mình có chánh niệm, thấy có tỉnh giác, thì đây mới là con đường chấm dứt sinh tử đau khổ. Mà khi mà tu tập mà không, thấy không có chánh niệm, thấy không có tỉnh giác, thì chúng ta biết là chúng ta tu tập trật đường rồi. Và chánh niệm đó là sự ghi nhớ,
ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ xuyên qua thân, thọ, tâm và pháp quán niệm xứ, để cậy sở lên cái tỉnh giác, tức là cái hiểu biết hay là cái nhận biết rõ hay cái tuệ giác nó khởi sanh, thì ngay cái đó chính là mình là Phật Đức. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một bài kinh nồng cốt cho việc tu tập để đưa đến sự chấm dứt sở bi khổ u não mà ở tại xứ Kuru. Từ ngày xưa, chính nơi này Đức Phật đã thuyết bài kinh tại xứ Kuru này, và bài kinh đó xem như là một kim chỉ nam, là một thể tài mà tất cả những người muốn đoạn khổ diệt khổ, đi theo con đường của Phật đã đi, ngài đã thực chứng và ngài đã dạy lại cho chúng ta. Mong tất cả chúng ta bằng hùng tâm dũng khí, bằng một chí nguyện đại sự, bằng một cái điều tốt đẹp nhất, chúng ta sẽ đi theo Đức Phật, đi theo con đường của ngài đã dạy, trong hiện kiếp này cũng như là kiếp đây lai sinh, nguyện một đời để thực hành lời dạy của Phật, và nguyện trong dòng sanh tử luôn luôn được gặp Phật để được tiếp tục tu tập. Dạ, xin có đôi điều chia sẻ sau cùng đến toàn thể quý vị, và giờ này cũng đã hết giờ sinh hoạt. Kính cảm niệm chư tôn đức tăng quý ngài đã vào trong thuyết giảng và thảo luận. Kính đại lễ quý ngài, kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm ao lạc an lành, và kính cảm niệm công đức của toàn thể chư Phật tử và cái tấm lòng của tất cả chúng ta vào đây để thành tâm văn kinh thính pháp, cũng như là trợ giúp cho cái chương trình sinh hoạt được thành tốt đẹp trong thời gian qua. Thì kính chúc quý vị cũng một ngày an lành và một đêm an lành. Và tiếp theo kính mời cô tu nữ Khê Ma lên để kinh cảm tạ và hoàn mãn. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Sa thú lành thai. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhật Quỳnh ơi, để kinh giùm Nhật Quỳnh ơi.